Ladies and gentlemen, good evening, and it's my pleasure to once again welcome you to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Trump Resort and Casino, beautiful Vietnam, for another exciting evening of boxing action. Before we go ahead with the official grand introductions of our show, I'd like to get everyone here in the arena to steer your attention over to the LED panel for a special video presentation. Please take a look. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Trump Resort and Casino for yet another exciting evening of boxing action. And it's all brought to you courtesy of Vietnam's number one boxing promoter, Mr. Kim Sung Bum of Cocky Buffalo Promotions. And we're proudly sponsored by the Grand Ho Trump and co-sponsored by Skomadi, Starus Motor, Ranking, and Dorco, alongside our official broadcast partner, VTV Cap. Ladies and gentlemen, our show this evening is commissioned under the auspices of the VBO, Vietnam Boxing Organization. It's Commissioner Song Lim. And our title fight this evening, which comes to you by way of our main event, is sanctioned by the WBO, World Boxing Organization. It's President Francisco Valcarcel, supervisor at ringside, Leon Panoncillo Jr. Ladies and gentlemen, it's my pleasure once again to welcome you. And just to let you know, I'll be a ring announcer throughout this entire evening. And my name is Anil on the mic. This evening, our show will feature six bouts, four undercards, one co-main event, and one main attraction of the evening. And with that, at the countdown of 5, 4, 3, 2, 1, Ho Trump Rumble, begin! All right, with that grand introduction, ladies and gentlemen, I'll start our action this evening with our first bout. This one's scheduled for 4 rounds or less in the bantamweight division. It's time to heat things up in the ring with some bantamweight boxing. First fighter making his way into the ring at this time, he'll be fighting out of the blue corner. Please welcome from Vietnam, Nguyen Van Thuan An! Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có mặt tại The Grand Ho Trump Strip, một địa điểm rất quen thuộc với những fan hâm mộ của võ thuật Việt Nam. Và ngày hôm nay, ở nơi này sẽ diễn ra sự kiện WBO Global Defense Ho Trump Rumble, một sự kiện bao gồm rất nhiều những võ sĩ hàng đầu của Việt Nam cũng như là quốc tế.
đang bước ra võ đài, đó là võ sĩ đại diện cho Việt Nam Nguyễn Văn Tình Em, tay đấm ở hạng cân bantamweight, một võ sĩ còn rất trẻ, một gương mặt còn rất mới của quyền Anh Việt Nam. Và ngày hôm nay Tình Em sẽ bước ra sàn đài tại The Grand Hotel Tràm để đối mặt với đối thủ đến từ Hàn Quốc là Lee Se-ki. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Văn Tình Em mới có một trận thượng đài duy nhất ở boxing chuyên nghiệp, và anh đã có được chiến thắng, đó là chiến thắng hồi tháng 11 năm ngoái trước Huỳnh Đoàn Tuấn Thành ở VSP Pro 11. Here comes the next fighter. He'll be fighting out of the red corner, all the way from South Korea, Lee Se-ki. Đây là đối thủ của Nguyễn Văn Tình Em, Lee Se-ki, cũng là một võ sĩ khá trẻ đến từ Hàn Quốc. Nếu như Tình Em mới có một trận thượng đài chuyên nghiệp thì Lee Se-ki khá hơn một chút. Anh đã có hai lần bước lên võ đài và cả hai đều là những chiến thắng knockout dành cho tay đấm 22 tuổi đến từ Hàn Quốc. Một cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ còn trẻ và chưa có quá nhiều kinh nghiệm ở những đấu trường danh giá như tại WBO Title Defense. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào màn so găng giữa họ. Alright, ladies and gentlemen, here we go, heating things up, our first bout of the evening, once again, four rounds of boxing in the men's bantamweight division. It's time for some bantamweight boxing. Introducing first on my left, he's fighting out of the blue corner, stepping into the ring, wearing black trunks, officially weighing in at 119 pounds. He's got a professional boxing record of one victory, and tonight he steps into the ring in search of his second victory as a pro from Ho Chi Minh City, Vietnam. Here is Nguyễn Văn Tình And as opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing black trunks with gold trim, officially weighing in at 118¼ pounds. As a pro, he steps into the ring tonight with two victories, both of those wins coming by way of spectacular knockout. He comes all the way from Namyangju, South Korea. Ladies and gentlemen, please welcome Lee Se-ki. And now for the official instructions of our referee in charge. So listen, okay? No low blow, okay? Head up. No open lap, no handy. Những thủ tục đầu trận hoàn tất và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào hiệp đấu đầu tiên trong màn so găng giữa Nguyễn Văn Tình Em và Lee Se-ki. Trận đấu mở màn cho một đối đầu sôi động trong ngày hôm nay. Theo dự kiến, Tình Em và Lee Se-ki sẽ đối đầu với nhau trong 4 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút. Ở trận đấu này, Nguyễn Văn Tình Em đại diện của Việt Nam thi đấu ở góc đài xanh và Lee Se-ki là võ sĩ ở góc đài đỏ. Và áp sát đầu trận. Clinch. Hai cú đấm rất tốt của Tình Em. Xin để nhắc lại, đây là trận đấu hạng cân 300 weight, hạng cân 54 kg. Để bước vào trận đấu này thì Tình Em cũng đã phải ép cân khá nhiều hồi tháng 11 trong chiến thắng của mình tại đấu trường chuyên nghiệp. Thì Nguyễn Văn Tình Em thi đấu hạng 62 kg. So về mặt thể hình thì Tình Em có phần hơi thua thiệt so với Lee Se-ki, nhưng anh đang là người rất chủ động ở trên sàn đài vào lúc này, liên tiếp là những pha áp sát.
Và tình em đang cố gắng để dồn Lisicki vào góc võ đài. Một cú chop của Nguyễn Văn Tình Em. Nguyễn Văn Tình Em là võ sĩ 19 tuổi đang thi đấu dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên Trần Văn Thảo, cũng là một võ sĩ quần anh cực kỳ nổi tiếng của Việt Nam. Hai cú đấm rất nặng của Tình Em, hai cú móc trái phải chính xác. Cho tới lúc này thì Tình Em đang là võ sĩ có được nhiều pha ra đòn tốt hơn. Trong khi đó Lisicki thì có lẽ vẫn đang có ý đồ thăm dò dưới cự ly rất tốt của Tình Em. Hai cú móc liên tiếp của Lisicki, nhưng cú chop của Tình Em đã phá vỡ nhịp tấn công của đối phương rất khôn ngoan và chính xác. Quá tuyệt vời, timing tuyệt vời của Tình Em, và có cảm giác như Lisicki đã phần nào bị loạng choạng sau khi lãnh chọn một cú thẳng tay sau của Tình Em. Khuôn mặt của Tình Em đang cho thấy được sự tự tin mà võ sĩ này có được ở trên sàn đài. Vẫn là những cú đấm tốt của Nguyễn Văn Tình Em. Tình Em cho thấy được sự linh hoạt của mình, cái hông của võ sĩ này là rất dẻo. Những nhịp lắc, những động tác né đòn và những cú móc trái phải của Tình Em đang là cực kỳ linh hoạt, lại thêm cú chop tốt nữa của Tình Em. Vẫn là những cú chop bằng tay trái cực kỳ khó chịu. Cú thẳng tay sau rất mạnh tới từ Lisicki, nhưng Tình Em đã giữ cự ly tốt và lập tức là những pha phản đòn của võ sĩ người Việt Nam. Quá tuyệt vời Tình Em, hai cú móc tuyệt vời. Những cú đánh rất nặng. Và vừa rồi Lisicki cho rằng mình đã bị tấn công vào phía sau gáy, nhưng trọng tài Phương Gia Linh không cho như vậy. Hiệp một khép lại với ưu thế tuyệt đối dành cho Nguyễn Văn Tình Em. Võ sĩ mới có lần thứ hai tượng đài chuyên nghiệp thôi, nhưng đang cho thấy được sự tự tin. Và bộ kỹ năng của Tình Em là thực sự ấn tượng so với Lisicki. Tay đấm đến từ Hàn Quốc. Hiệp 2 của màn so găng giữa Tình Em và Lisicki đã bắt đầu rồi. Hiệp 1 là một hiệp đấu rất hay của Nguyễn Văn Tình Em, võ sĩ của Việt Nam. Thi đấu tự tin và sử dụng bộ kỹ năng khiến cho đối phương thực sự gặp nhiều khó khăn. Những pha ra đòn của Tình Em cũng là rất chất lượng. Hai cú đấm của Lisicki. Cho tới lúc này thì thực sự Lisicki chưa có một pha ra đòn nào đủ sức nặng để gây ra khó dễ cho Nguyễn Văn Tình Em. Né đòn phản công khá hay của võ sĩ Hàn Quốc. Nhưng Tình Em chúng ta vẫn thấy võ sĩ này có một bộ kỹ năng sử dụng chân rất hay, và anh luôn duy trì cự ly đủ tốt để khiến cho Lisicki không có nhịp tấn công chính xác. Và lại là một cú móc, những cú móc bằng tay phải của Tình Em có sức nặng rất lớn. Trong hiệp 1 chúng ta đã có không dưới 2 lần chứng kiến Lisicki bị loạng choạng sau khi nhận một cú móc cực nặng của Tình Em. Và lại là cú jab rất nhanh, Tình Em quá nhanh. Nguyễn Văn Tình Em sinh ra tại Định Quán, Đồng Nai, và trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn, quyền anh chính là thứ, là con đường mà Tình Em lựa chọn để thoát ra khỏi những khó khăn trong cuộc sống của mình. Và bây giờ thì Tình Em đang bước những bước đi rất ấn tượng trên con đường boxing chuyên nghiệp của mình. Quá hay với hai pha phản đòn của Nguyễn Văn Tình Em. Lisicki đang liên tục tấn công, nhưng sự thiếu chính xác trong những cú đấm của võ sĩ người Hàn Quốc là cơ hội để Tình Em tung ra những pha phản đòn, những cú móc từ dưới lên rất nặng. Khả năng timing của Tình Em là tốt, và nó giúp cho võ sĩ này tận dụng được rất nhiều những pha để hở tới từ Lisicki. Những tướng lộ cầm của Lisicki đang bị khai thác triệt để bởi Nguyễn Văn Tình Em. Quá nhanh, rất linh hoạt, né đòn cực hay.
Như anh nói, Lee Se-gi thì cũng chỉ có nhiều hơn kinh nghiệm một chút so với tình em ở trên sàn đài mà thôi. Và vào lúc này thì chúng ta đang chứng kiến tay đấm trẻ của Việt Nam chiếm ưu thế quá lớn. Xét về mặt thể hình thì chiều cao và sải tay của tình em là không tốt bằng so với Lee Se-gi. Nhưng không sao cả, sự khôn ngoan trong việc tấn công đối phương đã giúp cho tình em luôn có những cú đấm rất chất lượng. Và đó là tình huống mà anh tận dụng một thoáng mất tập trung của Lee Se-gi. Quá tốt, tình em đang làm chủ sàn đài. Anh đang thi đấu quá tự tin. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của những khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu Hồ Tràm cũng giúp cho tình em như tăng thêm được sức mạnh. Và hiệp 2 khép lại rồi, hiệp 1 điểm số của tình em là tốt hơn và hiệp 2 có lẽ cũng là như vậy thôi. Anh đã khiến cho Lee Se-gi tối tăm mặt mũi với những đòn đánh với tốc độ quá cao của mình. Quãng nghỉ ở hiệp 2 đã hết rồi và bây giờ là hiệp 3. Hiệp đấu áp chót trong màn so găng giữa Lee Se-gi và Nguyễn Văn Tình Em. Cả hiệp đầu tiên, Tình Em đã được chấm điểm cao hơn so với Lee Se-gi. Đó là điều dễ hiểu thôi, khi võ sĩ của Việt Nam đã thể hiện quá tốt trên sàn đài. Những nhịp tấn công của Tình Em là rất hợp lý. Anh luôn có được sự thao minh cực kỳ chuẩn xác, lại làm cú chắp chính xác của tình em để phá nhịp tấn công tới từ Lee Se-gi. Và chúng ta nhìn đến mặt tình em có thể cảm nhận rõ sự tự tin mà võ sĩ này đang có được vào lúc này. Rất hay! Cú thẳng tay sau đầu tiên không chính xác, nhưng sau đó là một cú móc trái quá tốt của tình em. Tình em đã cố gắng dồn Lee Se-gi vào sàn dài, vào dây. Có cảm giác như Lee Se-gi sau khi phải nhận quá nhiều đòn đánh của tình em đã đi xuống khá nhiều về mặt thể lực. Rất tự tin, tình em thậm chí còn yêu cầu Lee Se-gi tiếp tục tấn công đi. Càng tấn công thì Lee Se-gi sẽ càng mất sức. Và đó cũng là những thời điểm để tình em phản đòn quá tuyệt vời. Cháp trái móc phải. Trước khi bước vào chỗ này thì Nguyễn Văn Tình Em có lẽ là cái tên mà ít người biết tới ở làng quần anh Việt Nam, nhưng chắc chắn với màn thể hiện ngày hôm nay ở Hồ Tràm thì cái tên Nguyễn Văn Tình Em sẽ để lại dấu nhất định trong lòng những người hâm mộ môn võ thuật này tại Việt Nam. Hiệp đấu thứ ba và chúng ta vẫn đang thấy Nguyễn Văn Tình Em duy trì một nền tảng thể lực rất tốt. Ở phía đối diện thì Lee Se-gi vẫn tấn công khá nhiều nhưng hiệu quả lại chưa bao nhiêu cả. Cái hông của Tình Em quá ấn tượng, một cái hông rất dẻo, nó giúp cho Tình Em cắt góc hay tìm ra những khoảng trống của đối phương để tấn công vào đầy hiệu quả. Phải nói rằng hai võ sĩ rất ít khi tung ra những đòn body shot. Đây là một cú đấm vào bụng hiếm hoi của Nguyễn Văn Tình Em và pha body shot này thực sự là rất nặng. Lee Se-gi rất mệt rồi, rất mệt. Nhịp di chuyển của Lee Se-gi đã chậm đi trông thấy và khả năng né đòn của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tình Em bây giờ đang dồn Lee Se-gi vào góc võ đài. Pha phản đòn của Lee Se-gi. Tình em thì thể lực của anh cũng không còn được đảm bảo giống như hai đầu tiên nữa. Nhưng vẫn là những cú đấm rất đa dạng từ hai tay của Nguyễn Văn Tình Em.
rất nặng, những cú chạp và những cú móc liên tục của Tính Em. Hiệp 3 đã khép lại rồi. Đây là người thầy của Nguyễn Văn Tính Em, Trần Văn Thảo, võ sĩ đã từng nắm giữ chiếc đai vô địch của WBC, của IBA. Và vào tháng 5 tới, Trần Văn Thảo sẽ hướng tới việc tranh chiếc đai vô địch ở Tính Em lẫn cậu học. Hiệp đấu cuối cùng trong màn so găng giữa Lee Seki và Nguyễn Văn Tính Em ở hạng cân 300 kg trong buổi tối đầy sôi động tại WBO Title Defense Hồ Trọng Rumble. Cú đấm quá nặng của Tính Em, và phải nói rằng khả năng chịu đòn của Lee Seki cũng tương đối tốt. Võ sĩ Hàn Quốc đã phải nhận rất nhiều những cú đấm chính xác của Nguyễn Văn Tính Em. Đấu mà Tính Em ở khoảng thời gian đầu tiên đang chậm lại. Rõ ràng võ sĩ của Việt Nam biết mình có ưu thế về mặt điểm số, và anh sẽ tiết kiệm sức lực để bung ra trong khoảng 1 phút 30 giây. Rất nặng. Phải nói rằng khả năng ra đòn của Tính Em là quá đa dạng. Bắt đầu từ cuối hiệp 3, chúng ta thấy nhiều hơn những tình huống body shot của Nguyễn Văn Tính Em, với những cú móc bằng tay trái, những cú móc hướng tới vị trí gan của Lee Se-gi, và đã có một vết cắt nhỏ trên khuôn mặt của Lee Se-gi rồi. Trong cả 3 hiệp đấu trước thì Tính Em đều là võ sĩ thắng điểm so với Lee Se-gi, và lần đầu tiên ở trận này Lee Se-gi bị knock down. Lee Se-gi đã rất mệt rồi, đúng như chúng ta dự đoán. Khi thời gian còn lại khoảng 1 phút 30 giây thì Tính Em bắt đầu bung sức. Tính Em không cho đối phương có bất cứ một giây nào để nghỉ ngơi cả. Tấn công liên tục. Sự sôi động của nhà thi đấu đang lên cao trào trước màn trình diễn tuyệt vời của các bạn Tính Em. Võ sĩ đầu tiên trong số 3 đại diện của Việt Nam sẽ bước ra tranh tài ngày hôm nay. Và sự khởi đầu của Tính Em thực sự là một điều rất hứa hẹn để cho Linh Chi và Hồng Quân sau đây cũng hướng tới một trận đấu mãn nhãn người hâm mộ. Tính Em cũng đã chậm đi khá nhiều nhưng vẫn duy trì được độ chính xác của những pha ra đòn. Còn với Lee Se-gi thì võ sĩ Hàn Quốc đã quá mệt rồi. Bây giờ thì cơ bắp không còn nghe theo những chỉ đạo của bộ não nữa. Rất nặng với cú móc trái của Tính Em. Móc trái phải liên tiếp, và đó đều là những đòn đánh khiến cho Lee Se-gi phải tối tăm mặt mũi. Nhưng Lee Se-gi quyết tâm đứng vững và không ngục ngã trên sàn đài. Đó là một trận đấu tuyệt vời dành cho cả hai võ sĩ. Và Tính Em của chúng ta xứng đáng với những tràng pháo tay, với những lời khen ngợi, một màn thể hiện xuất sắc của võ sĩ người 19 tuổi đến từ Đồng Nai.
Ladies and gentlemen, after four rounds of boxing, we now go to the scorecards, and here's how the judges saw the contest. Judge at ringside, Win Tan Pong, saw the contest 36-40. Judge at ringside, Lee Jun Thaek, saw the contest 37-39. And judge at ringside, Win Ne Duong, scored the contest 36-40, declaring your winner by way of unanimous decision. From Vietnam, Win Van Tan An! Make them take it all back. Don't tell me you chúc mừng của bạn tình em. Một trận thắng cực kỳ xuất sắc của tình em. Anh thắng và thắng điểm tuyệt đối trước Lee Soo Ki. Thắng lợi thứ hai của Ngô Văn Tình em, dù nó chỉ là thắng lợi bằng tính điểm thôi, nó cho thấy đây là một tiềm năng, một hứa hẹn mới cho quyền Anh của Việt Nam trong tương lai. Một võ sĩ vô kỹ năng rất hoàn thiện của mình. Và ở tuổi 19 thì tương lai phía trước của Tình em sẽ là rất rộng mở. Một khởi đầu ấn tượng, một khởi đầu đáng nhớ cho buổi tối sôi động ngày hôm nay tại Ho Cham. All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Tram Resort and Casino. Our action continues after that bantamweight contest that you just saw into bout number two. And this one is scheduled for six rounds of boxing, but it's not men, but for the women's light flyweight division. Let's welcome both of our fighters. First, making her way into the ring at this time, she's going to be fighting out of the blue corner. Please put your hands together. From Guangzhou, China, here is Chen Hui Chiao. Vòng thứ hai là một trận đấu rất đặc. Hai nữ võ sĩ sẽ bước lên sàn đài. Đầu tiên đó là đại diện của Trung Quốc, Chen Hui Chiao. Chen Hui Chiao, tay đấm đến từ Thẩm Quyến. Một võ sĩ đã có 3 lần thượng đài chuyên nghiệp, trong đó Chen Hui Chiao có được 1 chiến thắng và 2 thất bại.
making her way to the red corner at this time. She's from Ho Chi Minh City, Vietnam. Put your hands together for Ngô Nghịch Luân Chi. Ở đây là của chúng ta, võ sĩ trẻ Việt Nam, Ngô Ngọc Linh Chi. All right, ladies and gentlemen, here we go with our second bout of the evening here at the Ho Drum Rumble, scheduled for 6 rounds of boxing in the women's light flyweight division. It's girl power time. Introducing first on my left, she fights out of the blue corner, and she steps in the ring wearing blue trunks with white trim, officially Hello. Weighing in at 107 pounds. Her professional record, 1 victory, 2 defeats, from Guangzhou, China. Ladies and gentlemen, please welcome Chen Hui Chiao. And her opponent across the ring, fighting out of the red corner, coming into the ring wearing black trunks. At yesterday's weigh-in, she stepped on the scales and weighed in at 105 pounds. With 1 professional victory as a pro, tonight she steps into the ring in search of her second victory. Ladies and gentlemen, please welcome from Ho Chi Minh City, Vietnam, Ngô Nghịch Luân Chi. And now for the official instructions of our referee in charge. Và chúng ta bước vào hiệp đấu đầu tiên trong 6 hiệp đấu của màn so găng giữa Ngô Ngọc Linh Chi và Chen Hui Chiao. Võ sĩ ở hạng cân 49kg dành cho nữ. Linh Chi của chúng ta là tay đấm góc đai đỏ và Chen Hui Chiao là võ sĩ góc đai xanh. Xét về mặt thể hình thì Linh Chi tốt hơn rất nhiều so với Chen Hui Chiao và đó là ưu thế về sải tay của Linh Chi. Cú móc và những cú chop của Linh Chi đang phá nhịp tấn công của Chen Hui Chiao. Rất tự tin. Ngày hôm nay hai võ sĩ trẻ của Việt Nam bước ra sàn đài đầy tự tin, nhưng vừa rồi là một tình huống móc trái khá tốt của Chen Hui Chiao. Chen Hui Chiao đang cố gắng sử dụng những tình huống di chuyển thật nhanh để áp sát Ngô Ngọc Linh Chi. Do bất lợi về mặt thể hình, Chen Hui Chiao có chiều cao 1m55 và sải tay của cô là 1m58. Trong khi đó Linh Chi cao 1m70, 1m66 và sải tay là 170cm. Thực tế thì chưa có nhiều khó khăn đối với Ngô Ngọc Linh Chi vào lúc này trước Chen Hui Chiao, võ sĩ được đánh giá cao hơn so với tay đấm 19 tuổi của Việt Nam. Khi so về mặt kinh nghiệm thì Chen Hui Chiao đã có 3 trận đấu chuyên nghiệp rồi, trong khi đây mới là trận đấu thứ hai của Linh Chi ở trên sàn đài quyền anh chuyên nghiệp.
tốc độ ra đòn của Linh Trì cũng là rất tốt. Những pha áp sát như này của Chen Huijiao đang gây ra những khó dễ nhất định cho Ngô Ngọc Linh Trì. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại, chưa có ưu thế thực sự nghiêng về phía võ sĩ nào cả. Tay đấm của Việt Nam Ngô Ngọc Linh Trì thì dường như vẫn có những tình huống di chuyển mang tính chất thăm dò và chưa thực sự tung ra những pha ra đòn giàu sức nặng về phía đối phương. Thank you.
Hiệp 3 đang khởi đầu với sự quyết tâm tới từ Chen Hui Chao. Rõ ràng võ sĩ người Trung Quốc biết mình đang thua điểm so với Ngô Ngọc Linh Chi. Bất lợi về mặt thể hình quả thực đang khiến cho tay đấm người Trung Quốc gặp quá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với Linh Chi, trong khi võ sĩ của Việt Nam rất khôn ngoan, cố giữ một cự ly đủ tốt để ngăn cản tầm đánh của đối phương và cũng rất biết tận dụng những tình huống mà Chen Hui Chao tấn công để đưa cái tay mình vào những vị trí trống. Rất hay. Uppercut bằng tay trái và sau đó là một cú thẳng tay sau chính xác bằng tay phải của Ngô Ngọc Linh Chi. Vẫn là combo uppercut và thẳng tay sau của Linh Chi và nó đang rất hiệu quả vào lúc này. Chen Hui Chao thì vẫn vậy, vẫn phải cố gắng để di chuyển nhiều hơn Linh Chi một nhịp cho việc áp sát với võ sĩ người Việt Nam. Và bà cũng đã khép lại rồi. Quyết tâm là điều mà Chen Hui Chao thể hiện rất rõ trên sàn đài. Nhưng hiệu quả mà cô có được trước Linh Chi lại là không nhiều. Khuôn mặt của Linh Chi vẫn cho thấy võ sĩ của Việt Nam chưa phải nhận nhiều đòn đánh chính xác từ Chen Hui Chao. Một nửa thời gian trong màn so găng giữa Ngô Ngọc Linh Chi và Chen Hui Chao đã qua đi. Và bây giờ là hiệp 4. Trận đấu ở hạng cân 49kg dành cho nữ giữa đại diện của Việt Nam, Ngô Ngọc Linh Chi. Tay đấm đang ở trên sàn đài với chiếc găng màu đỏ. Và đối thủ người Trung Quốc Chen Hui Chao, võ sĩ với chiếc găng màu đen. Thể lực của Chen Hui Chao là rất tốt. Cô vẫn đang duy trì một nhịp di chuyển liên tục kể từ đầu trận cho tới nay. Nhưng Linh Chi với ưu thế về sải tay đang tạo ra một cự ly rất an toàn trước tầm đánh của Chen Hui Chao. Nhưng đó là một cú móc trái chính xác của Chen Hui Chao. Một pha ra đòn chớp nhoáng. Linh Chi vẫn đang rất tự tin ở trên sàn đài. Chúng ta thể thấy là cô đang thủ mà không cần để cao tay. Khả năng giữ cự ly của Linh Chi rất tốt và đó là lý do mà Linh Chi không cần phải để tay quá cao để ngăn cản những cú đấm của Chen Hui Chao. Tình huống chủ động tấn công của Linh Chi và khi không có được đòn đánh chính xác, võ sĩ của Việt Nam rất khôn ngoan đã ghi chặt lấy Chen Hui Chao. Và tiếp tục là những pha clinch của Ngô Ngọc Linh Chi. Những giây cuối cùng của hiệp 4. Trên sàn đài thì Ngô Ngọc Linh Chi vẫn đang rất tự tin. Nhưng trong hiệp 3 vừa qua thì quyết tâm của Chen Hui Chao đã có được thành quả khi cô là võ sĩ được chấm điểm cao hơn. Sau 3 hiệp đầu tiên, Linh Chi có 2 hiệp được chấm thắng. Còn hiệp 3 thì người chấm thắng đó là Chen Hui Chao. Và hiệp 4 cũng đã khép lại rồi. Một đối thủ rất lì lợm, một đối thủ có thể lực cực tốt và Linh Chi sẽ cần phải hết sức cố gắng và giữ được sự tập trung của mình trong 2 hiệp còn lại của trận đấu. Chưa thể nói trước bất cứ điều gì khi mà Chen Hui Chao vẫn cho thấy quyết tâm cực lớn của mình.
Round 5. Hiệp 5 đã bắt đầu rồi. Vẫn là những bước di chuyển rất nhanh của Chen Huichao. Võ sĩ 28 tuổi người Trung Quốc thực sự có nền tảng thể lực quá tuyệt vời. Những cú móc trái của Chen Huichao là rất nặng và vừa rồi Linh Chi đã dính hai cú đấm chính xác của đối phương. Ý đồ dồn Linh Chi vào góc võ đài và Linh Chi của chúng ta cũng rất khôn ngoan, cắt góc để thoát ra vị trí khó. Lại là cú đấm tốt bằng tay trái của Chen Huichao. Sự linh hoạt đang giúp cho Chen Huichao bắt đầu có được ưu thế ở trên sàn đài. Xét về mặt tuổi tác và kinh nghiệm thì Chen Huichao được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ngọc Linh Chi. Nhưng dù sao vào lúc này thì thế trận vẫn là rất cân bằng giải võ sĩ. Bên cạnh đó thì về mặt điểm số Linh Chi cũng đang là người nắm ưu thế. Hiệp 4 Linh Chi lại được chấm thắng rồi. Lúc này cách biệt giải võ sĩ đang là 2 điểm. Linh Chi cần phải hết sức bình tĩnh và giữ được ưu thế của mình. Ít nhất là trong hiệp 5 này. Một hiệp đấu mà Linh Chi không cần phải quá bung sức. Cô có thể duy trì một cự ly đủ tốt để ngăn cản những cú đấm đối phương. Và tìm cách bộc phá những năng lượng được tích tụ, được tích trữ ở trong hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu thứ 6. Những giây cuối cùng của hiệp 5 rồi. Chen Huichao cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu về việc cô thấm mệt. Rất hay những cú ra đòn của Linh Chi ở tốc độ cao và rất khôn ngoan để phá nhịp tấn công của Chen Huichao. Những cú móc bằng tay trái của Linh Chi đang là thứ vũ khí sở trường mà võ sĩ 19 tuổi này thể hiện ở trên sàn đài. Và hiệp 5 khép lại rồi. Trước mắt chúng ta sẽ chỉ còn hiệp đấu thứ 6, hiệp đấu cuối cùng trong màn so găng giữa Linh Chi và Chen Huichao mà thôi. Hiệp đấu cuối cùng đã diễn ra. Đây sẽ hiệp đấu mà hai võ sĩ bùng hết sức. Với Chen Huichao thì cô đã gặp bất lợi quá nhiều về mặt điểm số rồi và cần phải có một trận đấu thực sự đủ tốt, hiệp đấu thực sự đủ tốt để Chen Huichao lật ngược thế cờ trước Ngọc Linh Chi. Trong khi đó công việc của Linh Chi sẽ là dễ dàng hơn một chút so với Chen Huichao. Linh Chi kể từ đầu trận có được một mật độ tấn công không nhiều. Tuy nhiên những pha ra đòn của Linh Chi là rất chuẩn. Chen Huichao đang lao lên, đang dồn toàn sức của mình cho 2 phút cuối cùng này. Trong khi đó Linh Chi vẫn duy trì cự ly rất hay. Phản đòn chính xác của Linh Chi. Những cú chop của Linh Chi với sải tay lên tới 170cm là cực kỳ lợi hại. Và trọng tài vừa phải nhắc nhở với Chen Huichao trong việc cô cần phải ngẩng cao đầu hơn nữa và hạn chế húc đầu về phía đối phương. Chen Huichao đang rất quyết tâm. Nhưng Linh Chi không cho phép Chen Huichao đẩy cao tốc độ trận đấu. Vẫn cắt góc và di chuyển khôn ngoan của Linh Chi nhưng vừa rồi là cú móc trái chính xác của Chen Huichao. Nếu như Linh Chi có những cú chop rất hay thì Chen Huichao với cú móc trái của mình cũng là một miếng đánh mà Linh Chi đã thường xuyên phải nhận đòn kể từ đầu trận. Những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Rất nhiều khả năng chúng ta sẽ có thêm một đại diện nữa giành chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay.
Và 6 hiệp đấu giữa Linh Chi cùng Chen Huichao đã khép lại. Mã Sơ Găng ở hạng cân 49kg dành cho nữ đã chứng kiến đại diện của Việt Nam Ngọc Linh Chi thi đấu rất tốt trước tay đấm được đánh giá khá cao bên phía Trung Quốc, đó là Chen Huichao. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi điểm số từ các giám định. Vâng, một trận đấu mà chúng ta tiếp tục chứng kiến hai võ sĩ không thể knock out được nhau. Khá cân bằng trong màn so găng giữa Ngọc Linh Chi và Chen Huichao. Bây giờ thì chỉ có các giám định mới có thể giúp chúng ta biết được ai sẽ là người giành chiến thắng mà thôi. Rất hồi hộp. Một trận đấu mà Chen Huichao cũng đã thể hiện sức quyết tâm của mình và Linh Chi ở tuổi 19 cũng cho thấy bản thân là một võ sĩ rất tiềm năng và có khả năng tiến xa trong tương lai. Sự điềm tĩnh của cô gái này là điều mà chúng ta có thể nhận thấy trước sức ép khổng lồ mà Chen Huichao đã tạo ra trong suốt 6 hiệp đấu. Hãy cùng chờ đợi xem là Ngô Ngọc Linh Chi có thêm được chiến thắng thứ hai trong sự nghiệp của mình hay không. Về tấn công và cô có một lối chơi khá toàn diện. Bechana sở hữu những cú smart mạnh mẽ và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, kiểm soát cầu tốt. Về phần mình, Lee Soo Hee là tay vợt. Cảm giác của các khán giả đang có mặt tại Hồ Tràm vào lúc này khi mà trong số 3 giám định thì có 2 người đã châm thắng cho Linh Chi của chúng ta. Quả thực đây là một trận đấu rất cân bằng giữa hai võ sĩ và các giám định cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra người thắng cuộc. Cuối cùng niềm vui đã dành cho Ngọc Linh Chi. Một sự kiện quốc tế và Linh Chi đã có thêm một thành tựu mới trong sự nghiệp của mình. Một sự nghiệp còn rất non nớt nhưng sẽ là bước đệm để cô hướng tới thành công tiếp theo trong tương lai. Xin chúc mừng Ngọc Linh Chi với chiến thắng trước Chen Huichao bằng chấm điểm không đồng thuận.
Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Trump Resort and Casino. I'm your ring announcer, Anil, on the mic, and the action here at the Ho Trump Rumble continues with our third bout of the evening. This one scheduled for 8 rounds or less in the men's super lightweight division.
First fighter making his way to the ring at this time. He'll be fighting out of the blue corner. He is from Jining, China. Please welcome Li Yong Yang. Quý vị và bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với những diễn biến chính của buổi tối ngày hôm nay tại Hồ Tràm Rumble. Và tiếp theo sẽ là trận đấu ở hạng cân 64kg dành cho nam. Bước ra sàn đài đó là tay đấm người Trung Quốc Li Jiang Jiang. Li Jiang Jiang không phải là cái tên xa lạ với những ai từng theo dõi Quyền Anh tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai mà Li Jiang Jiang thượng đài ở Hồ Tràm. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2023, Li Jiang Jiang đã từng thượng đài với tay đấm người Mông Cổ là Bayaku Ganbata tại đây. Và đó là trận đấu anh để thua bằng tính điểm trước Ganbata. Ngày hôm nay Li Jiang Jiang chắc chắn sẽ muốn thay đổi kết quả như vậy. Anh sẽ muốn hướng tới một chiến thắng. Way to the red corner at this time. He is from Belovo, Russia, but trains and lives out of Ho Chi Minh City, Vietnam. Please put your hands together for Mikhail Halasnikov. Và đối thủ của Li Jiang Jiang đó là võ sĩ người Nga nhưng đã có nhiều năm sinh sống và tập luyện tại Việt Nam, đó là Mikhail Halasnikov. Trong lần gần nhất thượng đài tại Hồ Tràm thì Mikhail Halasnikov đã có được cho mình chiến thắng bằng knockout kỹ thuật trước Dangi Lokesh, võ sĩ người Bangladesh. Một tay đấm dày dặn kinh nghiệm đến từ nước Nga. Trước khi bước lên sàn đài ngày hôm nay thì Mikhail Halasnikov đã thi đấu tại Hàn Quốc. Đó là sự kiện War in Paradise. Rất đáng tiếc cho Halasnikov khi ở màn so găng với võ sĩ Nhật Bản Izuki Tomioka, anh đã phải nhận thất bại bằng tính điểm đồng thuận. Ngày hôm nay thì Halasnikov sẽ bước lên sàn đài với mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng của mình. All right, ladies and gentlemen, we shall continue with our action this evening with the third bout. This one scheduled for 8 rounds of boxing or less in the men's super lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with white trim, officially weighing in at 141 pounds. His professional record, 8 victories, 2 defeats, 2 bouts even. He comes from Jining, China. Ladies and gentlemen, please welcome Li Yong Yang. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing green and gold trunks. At yesterday's weigh-in, he stepped on the scales and weighed in at 141¼ pounds. In his professional campaign in the ring, he comes along with a record of 7 victories, 5 defeats, 1 bout even, with 2 big wins coming by way of knockout. From Belovo, Russia, living and training out of Ho Chi Minh City, Vietnam, Дамы и господа, представляя Mikhail
Kolesnikov. And now for the official instructions of our referee in charge. Chúng ta có thể thấy là Li Yangyang có thể hình tốt hơn so với Mikhail Lesnikov. Cả võ sĩ đều là những người rất kinh nghiệm. Với Li Yangyang, võ sĩ này đã có 12 trận thượng đài trong sự nghiệp và anh thắng 8 trong số đó. Trong khi đó Lesnikov, con số trận thượng đài chuyên nghiệp của võ sĩ người Nga đó là 13. Và 7 trong số này là những chiến thắng dành cho Lesnikov, trong đó có 2 thắng lợi bằng knockout. Trận đấu khởi đầu bằng những cú chop tới từ Li Yangyang cũng như là Lesnikov. Và áp sát của Li Yangyang. Li Yangyang là võ sĩ sinh ra tại Kiến Ninh, Trung Quốc. Cả hai đều là những võ sĩ thuận tay phải và thế tấn của họ đó là orthodox. Hai pha đòn tới từ Li Yangyang, nhưng Lesnikov đang duy trì một cự ly tốt. Li Yangyang có chiều cao 1m83 và sải tay của anh cũng là 183cm, con số tốt hơn so với Mikhail Lesnikov, người có chiều cao 1m76 và sải tay là 175cm. Cú chop tốt bằng tay trái của Li Yangyang, nhưng Lesnikov cũng có những pha tấn công chất lượng. Cú móc phải và theo sau là một cú chop bằng tay trái của Lesnikov. Bàn đi chop không thành công của Lesnikov. Lesnikov vừa né đòn khá hay. Tốc độ ra đòn của Li Yangyang là rất nhanh. Anh đang cố gắng tận dụng lợi thế về mặt thể hình vào lúc này. Lesnikov vừa áp sát nhưng Li Yangyang cũng nhanh chóng cắt góc. Rất tốt, một cú thẳng tay sau chính xác của Li Yangyang. Ngay lập tức là tình huống clinch của Lesnikov. Như đã nói, cả hai đều là những võ sĩ rất kinh nghiệm rồi. Và đã có một tình huống không khác gì đấu vật ở trên sân đài. Lesnikov thậm chí còn đã bị văng ra ngoài dây. Và trọng tài đã phải nhắc nhở với Li Yangyang, đồng thời trừ một điểm của anh. Lesnikov áp sát nhưng không hiệu quả. Li Yangyang tận dụng điều đó đã có liên tiếp những cú body shot khá nặng vào mạng sườn của võ sĩ người Nga. Rõ ràng ngày hôm nay so với Gunbata thì Lesnikov là đối thủ mà Li Yangyang đã có nhiều cơ hội để thể hiện hơn. Và như thường lệ, khi Lesnikov thượng đài thì ở phía dưới luôn có hình bóng người vợ của anh. Người vợ của Lesnikov luôn ở bên võ sĩ người Nga ở trong mọi giải đấu, mọi sự kiện. 3 phút đầu tiên của màn so găng giữa Lesnikov và Li Yangyang đã khép lại rồi. Đây là hiệp đấu mà võ sĩ người Trung Quốc Li Yangyang đang có ưu thế hơn so với Lesnikov. Lesnikov có lẽ sẽ cần thêm thời gian để có thể bắt nhịp được và tìm ra được những điểm yếu của Li Yangyang. Ở trong hiệp 1, bất lợi về mặt thể hình đã khiến cho Lesnikov gặp nhiều khó khăn trong những pha tấn công. Hiệp 2 đã bắt đầu rồi. Theo dự kiến, trận đấu giữa Lesnikov và Li Yangyang ở hạng cân 64kg sẽ diễn ra trong 8 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút.
vẫn là tình huống áp sát và hạ thấp trọng tâm của Lesnikov để hạn chế tầm đánh của Li Yangyang. Nhưng dường như cách tiếp cận này của Lesnikov là chưa thực sự hợp lý và hiệu quả. Li Yangyang có giải tay quá dài. Giải tay của Li Yangyang dài hơn của Lesnikov tới gần 10 cm. Và đó là ưu thế mà tay đấm người Trung Quốc đang thể hiện ở trên sàn đài. Những cú jab tới từ Li Yangyang. Những cú jab để phá thế tấn công đối phương. Lesnikov cần phải di chuyển nhiều hơn nữa và cắt góc nhiều hơn. Vẫn là những pháp sát không mang lại nhiều hiệu quả của tay đấm người Nga. Rõ ràng so với trận đấu cùng Ganbata cách đây gần một năm thì Li Yangyang đã có cho mình thêm rất nhiều kinh nghiệm và sự khôn ngoan trong những tình huống di chuyển của võ sĩ này đang được thể hiện trước Lesnikov. Chưa có nhiều pha ra đòn chất lượng từ cả hai võ sĩ ở trong hiệp đấu thứ hai này. Trong hai trận đấu trước của buổi tối hồi chấm Rumble ngày hôm nay thì chúng ta đều chưa được chứng kiến knockout. Rất hay. Một cú chạp chính xác bằng tay trái của Li Yangyang. Nhưng vừa rồi đòn thẳng tay sau của anh đã bị Lesnikov né được. Chúng ta có thể thấy với quyền anh thì giải tay đóng một vai trò rất quan trọng. Một giải tay dài đang giúp cho Li Yangyang nắm thế chủ động. Trong khi Lesnikov anh buộc phải áp sát và tìm cách tấn công từ dưới lên đối với Li Yangyang. Những pha ra đòn như vừa rồi của Lesnikov dễ dàng bị Li Yangyang né được khi mà võ sĩ người Trung Quốc đang có một cự ly hiệu quả để vượt ra khỏi tầm đánh của Lesnikov. Rất hay. Cú thẳng tay sau chính xác của Li Yangyang và ngay sau đó là hai pha phản đòn cũng khá nặng của Lesnikov. Hai cú body shot. Tốc độ của trận đấu là không quá cao. Lesnikov vẫn rất bình tĩnh. Anh biết thời gian còn lại của trận đấu là khá nhiều và võ sĩ người Nga vẫn đang tìm cách để khai thác những điểm yếu của Li Yangyang, người đang chơi rất chủ động và bình tĩnh vào lúc này ở trên sàn đài. Tuy nhiên thì Li Yangyang đã dính một vết cắt ở trên phần lông mày bên mắt phải của anh rồi. Lesnikov tấn công không nhiều, nhưng sức sát thương trong những cú đấm của võ sĩ người Nga là không thể coi thường được. Và đó là lý do khiến cho máu đã đổ cho khuôn mặt của Li Yangyang. Đây sẽ là một yếu tố khiến cho Li Yangyang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn tiếp theo của trận đấu này. Ta có thể thấy khả năng né đòn và tốc độ di chuyển của Li Yangyang là tốt như thế nào. Và hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được là vết cắt của Li Yangyang đến từ đôi tay của Lesnikov hay là trong một tình huống clinch. Phần trán của Lesnikov đã va chạm với Li Yangyang. Và lúc này thì đội ngũ y tế cũng đã được yêu cầu tới để kiểm tra vết thương của Li Yangyang. Máu thì chảy không quá nhiều. Tuy nhiên các trọng tài hoàn toàn có thể đánh giá tình hình chấn thương của Li Yangyang để đưa ra quyết định. Theo quan sát hiện tại của chúng tôi thì với vết cắt như thế này thì Li Yangyang vẫn hoàn toàn đủ khả năng để tiếp tục thi đấu. Thời gian nghỉ giữa hiệp đang kéo dài hơn dự kiến khi mà Li Yangyang đang cần tới sự chăm sóc y tế. Hiện tại biện pháp tốt nhất có lẽ cũng chỉ là bôi Vaseline vào thôi để tạm thời cầm máu cũng như là giúp cho vết thương đỡ bị ma sát bởi những đòn tấn công của đối thủ.
thực sự là khá đáng tiếc với Li Yangjiang trong bối cảnh anh đang thi đấu khá tốt trước Lesnikov thì lại có một vết cắt rất sâu ở vùng trán của mình. Ladies and gentlemen, for the official presentation, and by the way, just to let you know, this contest has now come to a halt due to a technical decision. We'll find out what the decisions are when I step into the ring, but before that, I'd like to invite into the ring the Jeju Island Administrative Autonomy Chairman, Mr. Seong Gyun Kang, and also the Vice President of Hotel Longview, Cecile Wing. Đã có một quyết định được đưa ra cho kết quả của trận đấu này và nó sẽ không tiếp tục nữa. Tuy nhiên chúng ta không thấy Lesnikov ăn mừng, không phải là chiến thắng cho Lesnikov. Khuôn mặt của Lesnikov vẫn đang là rất bất ngờ. Không phải, đúng là thắng lợi dành cho Lesnikov rồi. Quyết định kỹ thuật được đưa ra và Li Yangjiang đã giải thích rằng Lesnikov trong một tình huống áp sát, anh đã húc đầu vào trán của Li Yangjiang. Và bên phía đội ngũ huấn luyện của Li Yangjiang đã xin rút lui khỏi trận đấu này, cũng đồng nghĩa là một chiến thắng nước ngoài kỹ thuật dành cho Mikhail Lesnikov. Một trận đấu thực sự là khá đáng tiếc khi chúng ta đã chờ đợi vào chất lượng chuyên môn nhiều hơn. Nhưng vì một sự cố không mong muốn xảy ra đã khiến cho Li Yangjiang, võ sĩ người Trung Quốc, không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Một vết cắt khá lớn trên trán, nó rất sâu dù máu chảy không nhiều. Tuy nhiên sau khi đánh giá cùng với đội ngũ y tế thì huấn luyện viên của Li Yangjiang đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là tay đấm người Trung Quốc sẽ không tiếp tục thi đấu nữa để đảm bảo cho sự an toàn dành cho anh, không gây thêm những vết thương quá nặng. Dù sao thì Li Yangjiang vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Và đây không phải là một thất bại gì đó quá đáng tiếc đối với anh cả. Một sự không mong muốn xảy ra, một tai nạn đã xảy ra thôi. Lesnikov thì phải nói rằng anh đã có phần may mắn. Trong suốt những hiệp đấu đã qua thì Lesnikov là người thể hiện kém ấn tượng hơn so với Li Yangjiang. Và tình huống anh gây chấn thương cho đối thủ cũng phải không phải là từ một cú đấm mà là từ một cú húc đầu. Ladies and gentlemen, this action has now officially come to an end. After fighter fighting out of the blue corner, Li Yangjiang suffered a fair blow that was caused by a punch by fighter in the red corner, Mikhail Lesnikov. We will now stop this contest and declaring your winner by way of TKO victory from the red corner, Mikhail Lesnikov. Животный мир закрутит как Голливуд. Có thể nói rằng chính Lesnikov cũng không nghĩ mình lại giành được một chiến thắng dễ dàng và đơn giản đến như vậy. Nhưng quyền anh là như vậy. Sẽ có những tình huống không mong muốn xảy ra trên sàn đài. Và Li Yangjiang ngày hôm nay là người kém may mắn hơn so với võ sĩ đến từ nước Nga. Xin chúc mừng cái võ sĩ ở hai hiệp đấu đã qua. Họ đã cống hiến hết mình, đã thi đấu rất quyết tâm. Và chỉ có một tình huống tai nạn đáng tiếc mới ngăn cản màn so găng đầy chất lượng giữa Li Yangjiang và Mikhail Lesnikov mà thôi. Chiến thắng thứ 8 trong sự nghiệp của Mikhail Lesnikov và là thất bại thứ 3 của Li Yangjiang, một thất bại rất đáng tiếc.
Không khí lúc này tại ballroom của Grand Hồ Tràm đang là rất sôi động. Sau 3 trận đấu, chúng ta đã được chứng kiến quá nhiều những diễn biến hấp dẫn, những diễn biến khó lường. Và vừa rồi sau chiến thắng cực kỳ ấn tượng của mình trước Li Yangyang, chính xác là một chiến thắng có phần may mắn, thì Lesnikov đã mang ra chiếc nhẫn để cầu hôn người bạn gái. Rất ý nghĩa, rất ý nghĩa. Hình ảnh tuyệt vời mà Lesnikov cùng bạn gái đã thể hiện. You know the bed feel warmer, sleeping here. You know I dream in color and do the things I want. Did you call the best of me? Did you have the last laugh? Did you think that everything good is gone? Did you left me broken down? Think that I come running back? Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you make you fire. But stab even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you make you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. You think that I was moving on over you. You think that I come back swinging. You try to break me, but you see what doesn't kill you make stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you make you fire. But stand even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you make you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you make you fire. But step even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you make you stronger, stronger. Just me, myself, and I.
Ladies and gentlemen, good evening and welcome back once again to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Trum Resort and Casino for the Ho Trum Rumble. And we're coming to you live and direct from Barrio Vung Tau here in Vietnam. Our action this evening now continues with our fourth bout, and it is scheduled for 8 rounds of boxing in the lightweight division. First making his way to the ring at this time, he'll be fighting out at the blue corner, all the way from Yamagata, Japan. Put your hands together for Katsunori Endo. Và đây cũng là một trong những trận đấu rất được chờ đợi trong buổi tối ngày hôm nay. Thì có thêm một đại diện nữa của Việt Nam bước ra tranh tài. Nhưng trước hết, hãy đến với đối thủ của võ sĩ Việt Nam đã. Đó là Katsunori Endo, tay đấm đến từ Nhật Bản. Một võ sĩ khá dày dặn kinh nghiệm. Katsunori Endo trong sự nghiệp của mình đã có 13 trận tượng đài. Anh thắng 7, thua 5, hòa 1. Và đã có 4 thắng lợi bằng knock out. Katsunori Endo đến từ câu lạc bộ quyền Anh Kado AB. Endo năm nay 32 tuổi và là một tay đấm đã có những kinh nghiệm ở các đấu trường quốc tế. To the red corner, he is from Ho Chi Minh City, Vietnam. Please welcome Tin Hong Quan. Và đây. All right, ladies and gentlemen, our action here continues with our fourth bout. This one scheduled for 8 rounds or less in the men's lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, stepping into the ring, wearing black trunks from Yamagata, Japan. At yesterday's weigh-in, he stepped on the scales and weighed in at 61.7 kilograms with a professional boxing record of 7 victories, 5 defeats, 1 bout even, 4 big wins coming by way of a knockout. Ladies and gentlemen, please welcome once again from Japan, Katsunori Endo. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks with red trim from Ho Chi Minh City, Vietnam. Officially weighing in at 61.8 kilograms, his professional record, 10 victories, 2 defeats, 1 bout even, 4 big wins by a knockout. Ladies and gentlemen, here is the former IBF Asia lightweight champion, introducing Tin Hong Quan. And now for the official instructions of our referee, Lee Jung-taek.
three black come on, two punch. Okay? Okay? Okay. Yeah. Good play. Tiền mà do căng ở hạng gần 62kg, hạng nhẹ, giải võ sĩ của Việt Nam và Nhật Bản. Endo, võ sĩ Nhật Bản là tay đấm thi đấu trong chia găng màu trắng trong khi đấu đường quân. Người vừa tung ra một cú móc rất chính xác là võ sĩ thi đấu trong chia găng màu đỏ. Trong sự nghiệp của mình, Đinh Hồng Quân đã từng giành chiếc đai vô địch hạng nhẹ của IBF, Liên đoàn Quyền đánh Quốc tế, một chiếc đai cực kỳ danh giá. Và vừa rồi là một tình huống phản đòn cắt góc rồi thoát ra khỏi vị trí khó tuyệt vời của Đinh Hồng Quân. Những cú móc trái của Đinh Hồng Quân đang là rất nguy hiểm. Tiếp tục là móc trái của Đinh Hồng Quân, lại phục chính xác, sau đó là uppercut bằng tay phải. Những cú đấm rất nặng của Đinh Hồng Quân. Nhà vô địch của Việt Nam đang thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của mình trên sàn đài trước sức tấn công khá mạnh mẽ của Katsunori Endo, người bước vào trận đấu ngày hôm nay khi vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Cú đấm rất tốt của Đinh Hồng Quân. Trước khi đến với Hồ Tràm thì Katsunori Endo đã để thua hai trận đều bằng nước bao kỹ thuật trước những người đồng hương, đó là Ribo Takahata vào tháng 10 năm 2021 và Ken Koibuchi vào tháng 7 năm ngoái. Cả Hồng Quân và Endo đều đang thủ tay rất cao. Những pha body shot tới từ Endo. Và đòn của Đinh Hồng Quân. Rất nặng. Đinh Hồng Quân vừa tung ra hai cú móc cực nặng. Không có nhiều những cú trap xuất hiện. Hai võ sĩ đang liên tiếp tung ra những cú móc bằng cả hai tay. Đặc biệt là Đinh Hồng Quân. Những pha uppercut liên tiếp của Đinh Hồng Quân. Kỹ năng ra đòn của Đinh Hồng Quân là rất đa dạng. Anh thường khởi đầu những pha tấn công của mình bằng những cú móc thay vì những cú trap giống như Katsunori Endo. Lúc này xét về sức nặng và độ chính xác thì Đinh Hồng Quân đã là người tung ra được những đòn đánh nguy hiểm hơn. Rất hay, vẫn là những cú móc rất tốt của Đinh Hồng Quân. Hồng Quân đang thể hiện sự bình tĩnh ở trên sàn đài. Và ngay trước khi tiếng kèn báo hiệu kết thúc hiệp đấu vang lên, Đinh Hồng Quân đã kịp tặng cho Nori thêm một cú móc chính xác nữa. Hiệp 1 là hiệp đấu mà Đinh Hồng Quân đã chơi rất tốt. Anh thể hiện ấn tượng hơn so với Katsunori Endo. Và võ sinh năm 1998 đang là tay đấm chiếm ưu thế trong 3 phút đầu tiên của màn so găng này. Xét về mặt thể hình thì Đinh Hồng Quân nhỉnh hơn một chút so với Katsunori Endo. Võ sĩ của chúng ta cao 1m73 và giải tay là 170cm. Trong khi đó, Katsunori Endo có
cú body drop của Đinh Hồng Quân. Nhưng Kasun Noriendo vẫn đang duy trì một nhịp tấn công là khá ổn định. Edo không thường bị phá nhịp. Và anh vẫn cho thấy được sự quyết tâm của mình trước những đòn đánh rất nặng của Đinh Hồng Quân, người đang di chuyển nhiều hơn ở trên sàn đài. Rất hay. Cú chạm bằng tay trái chính xác của Đinh Hồng Quân, liên tiếp là những cú chạm. Đinh Hồng Quân đã thay đổi về chiến thuật ở trong hiệp 2 này. Khả năng chạm mình và lựa chọn thời điểm tấn công của Đinh Hồng Quân là cực kỳ ấn tượng. Vừa rồi Casino Riendo đã nhận một cú uppercut vào giữa cằm. Nhưng liên tiếp là những cú đấm của Casino Riendo, phản đòn của Đinh Hồng Quân. Có vẻ như Endo đang chưa tìm ra phương án hiệu quả cho việc ngăn cản những cú móc trái của Đinh Hồng Quân. Đinh Hồng Quân lựa chọn thời điểm quá tốt. Tiếp tục là móc trái. Đinh Hồng Quân đã lựa chọn những thời điểm khi mà đối phương đưa tay tấn công để ngay lập tức tung ra pha phản đòn của mình. Và kể từ đầu trận thì đó là những tình huống phản đòn rất hiệu quả của Đinh Hồng Quân. Hai cú chạm bằng tay trái liên tiếp. Khuôn mặt rất tập trung của Đinh Hồng Quân. Và võ sĩ của Việt Nam vẫn đang là người chơi tốt hơn ở trên sàn đài vào lúc này. Bên cạnh sự bình tĩnh tự tin thì Đinh Hồng Quân còn được ủng hộ bởi rất đông các cổ động viên nhà nữa. Và có vẻ như vùng mắt trái của Casino Riendo đã chảy máu rồi. Đã có vết cắt nhỏ ở vùng mắt trái của võ sĩ người Nhật Bản. Vừa rồi là liên tiếp 3 cú body shot của Casino Riendo. Body shot rất nhiều của Endo. Anh đã dồn được Đinh Quân vào góc võ đài. Nhưng pha phản đòn tuyệt vời. Vẫn là pha bóc trái thương hiệu của Đinh Hồng Quân. Và Casino Riendo đã loạng choạng. Hiệp 2 khép lại với thêm một tình huống phản đòn chính xác nữa của Đinh Hồng Quân. Chúng ta đã thấy Endo may mắn thế nào khi mà thời gian hiệp 2 đã kết thúc đúng thời điểm. Mà võ sĩ này không còn được sự thăng bằng tốt ở trên sàn đài nữa. Những cú móc trái của Đinh Hồng Quân là quá chất lượng. Ưu thế vẫn hoàn toàn nghiêng về phía võ sĩ của Việt Nam. Như ai nói ở sự kiện Title Defense của WBO hồi trong Rumble thì có 3 võ sĩ Việt Nam bước lên sàn đài. Nguyễn Văn Tình Em và Ngô Ngọc Linh Trì đều đã có được chiến thắng rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi một cái kết hoàn hảo cho các võ sĩ Việt Nam ngày hôm nay với Đinh Hồng Quân khi anh đang nắm ưu thế rất lớn trước Casino Riendo. Chúng ta vừa xem lại cú móc trái ở cuối hiệp 2 khiến cho Casino Riendo đã bị loạng choạng. Đã bắt đầu rồi. Đây là trận đấu kéo dài trong 8 hiệp và việc phân sẽ là một yếu quân và Endo sẽ phải tính toán rất kỹ lại móc trái là đi tạm dừng khi dường như có vấn đề gì đó với chiếc giày của anh. Hiệp 3. Edo đang dồn được Đinh Hồng Quân vào dây, nhưng đó là sự chủ động của võ sĩ Việt Nam. Rất khôn ngoan và bình tĩnh.
có cảm giác đây là hiệp đấu mà Đinh Hồng Quân đã bây giờ thì Đinh Hồng Quân mới nở nụ cười ở trên sàn đài. Trước đó là vẫn có khuôn mặt tương đối nghiêm nghị và tập trung của võ sĩ Việt Nam. Và lần thứ hai ở trận đấu này, trọng tài yêu cầu Cassino Riendo phải bước ra ngoài để có thể nhận sự chăm sóc y tế. Mắt của anh sưng lên rất to và máu thì chảy quá nhiều. Hồng Quân thì vẫn liên tục tấn công vào vị trí tổn thương của đối thủ. Đó đương nhiên là một chiến lược đúng đắn. Tay đấm của Việt Nam không giấu giếm ý định sẽ sớm kết thúc trận đấu này. Thể lực của Endo thì vẫn còn rất tốt, nhưng anh sẽ bị ảnh hưởng tầm nhìn khá nhiều.
Và bây giờ thì Endo đang cố gắng để tấn công và đòi lại lợi thế đã mất vào tay của Đinh Hồng Quân trong những hiệp đấu đã qua. Lại móc trái. Tuyệt vời, hai cú móc quá nặng tới từ Đinh Hồng Quân, nhưng phải nói rằng khả năng tải đòn của Endo cũng là không thể coi thường được. Võ sĩ Nhật Bản nhận những đòn đánh rất nặng nhưng vẫn đang đứng vững ở trên sàn đài. Còn Đinh Hồng Quân thì thi đấu quá khôn ngoan và kinh nghiệm, rất điềm tĩnh, rất tinh quái. Điểm chung giữa những võ sĩ Việt Nam có mặt tại sự kiện WBO Title Defense Hồ Tràm Rumble ngày hôm nay, đó đều là những tay đấm thi đấu bằng cái đầu. Cả Tình Em, cả Linh Chi và bây giờ Đinh Hồng Quân, chúng ta đều có thể cảm nhận được họ khôn ngoan như thế nào. Rất hay, vẫn là những thời điểm timing tuyệt vời của Đinh Hồng Quân. Đinh Hồng Quân có được một sự cảm nhận rất tốt về vị trí của đối phương, về vị trí tay. Nhưng vừa rồi cũng là những pha ra đòn khá nặng của Katsunori Endo về phía võ sĩ của Việt Nam. Giống như những hiệp đấu trước, Đinh Hồng Quân vẫn có những thời điểm mà theo chúng tôi phân tích là đặt ra cái bẫy dành cho Katsunori Endo. Đinh Hồng Quân chủ động di chuyển tương đối chậm và thậm chí là đưa bản thân mình vào dây hoặc góc võ đài. Chỉ chờ có vậy Endo sẽ áp sát và Đinh Hồng Quân cũng rất sẵn lòng đón tiếp những đòn tấn công của đối phương trước khi tung ra những pha phản đòn rất nặng, đặc biệt là những cú móc trái. Ở cuối hiệp 3, khi mà Katsunori Endo bị chảy máu khá nhiều, Đinh Hồng Quân đã tấn công cực kỳ quyết liệt. Nhưng vừa rồi là hai cú đấm tốt của Katsunori Endo, hai cú móc trái phải liên tiếp chính xác của võ sĩ Nhật Bản. Một trận đấu mà Nori Endo cũng cho thấy mình không phải là tay vừa. Sự quyết tâm và khả năng tải đòn của võ sĩ này đã được thể hiện trên sàn đài. Một nửa thời gian thi đấu của màn so găng giữa Katsunori Endo và Đinh Hồng Quân đã trôi qua. Trận đấu ở hạng 62kg dành cho nam vẫn có ưu thế thuộc về đại diện của Việt Nam. Tuy nhiên với Endo, với quyết tâm mà võ sĩ người Nhật Bản thể hiện thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những kịch tính sẽ diễn ra trong 4 hiệp còn lại. Hãy cùng nhìn lại những tình huống mà Đinh Hồng Quân thể hiện khả năng giống như cú móc của mình là tốt như thế nào. Những cú móc khiến cho ngay cả một nhà vô địch khác như là Trần Văn Thảo cũng phải cảm thấy rùng mình. Thời gian nghỉ đã hết và chúng ta bước vào hiệp 5 trong màn so găng giữa Đinh Hồng Quân và Katsunori Endo. Rất hay, những cú đấm của Đinh Hồng Quân có chất lượng là cực cao. Rất hiếm khi chúng ta thấy Đinh Hồng Quân ra đòn mà hụt. Anh có thể không tấn công nhiều như Endo, nhưng mỗi khi vung tay thì chắc chắn đó sẽ là một cú đấm khiến cho đối phương phải tối tăm mặt mũi. Vết cắt của Endo bên phần mắt phải là rất nặng rồi. Chắc chắn là không thể cầm được máu cho vết cắt này khi liên tục vị trí đó bị tấn công bởi Đinh Hồng Quân và trọng tài đã yêu cầu Đinh Hồng Quân phải chỉnh trang lại phần găng thi đấu của mình. Katsunori Endo rất xứng đáng với những lời khen ngợi. Có thể anh đã gặp bất lợi, nhưng tinh thần của võ sĩ Nhật Bản là không phải bàn cãi, vô cùng quyết tâm. Và Endo vẫn chưa cho thấy bất cứ một dấu hiệu nào về việc muốn bỏ cuộc cả. Anh vẫn đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có vào lúc này. Và sau khi căng đấu của Đinh Quân đã được chỉnh sửa lại thì anh
tiếp tục màn so căng với Katsunori Endo. Endo vẫn áp sát liên tục, nhịp tấn công của Endo là gần như không có quãng nghỉ. Rất hay, móc phải và sau đó cắt góc để móc trái. Cách tấn công của Đinh Hồng Quân là không có nhiều thay đổi trong trận đấu này, nhưng nó là thực sự hiệu quả trước lối chơi của Katsunori Endo. Phong thái rất điềm tĩnh của Đinh Hồng Quân. Lại là pha phản đòn tốt của Đinh Hồng Quân. Hồng Quân vừa rồi đã cắt góc thành công rồi. Quá tuyệt vời với tình huống thẳng tay sau của Đinh Hồng Quân. Như anh nói, Hồng Quân không tung ra nhiều đòn đánh, nhưng mỗi đòn đánh của anh thì rất nặng. Sự đa dạng trong cách tấn công là điều mà Đinh Hồng Quân đang thể hiện. Bên cạnh đó, anh cũng có sự thay đổi liên tục với tư thế phòng thủ của mình. Bên cạnh những tình huống thủ cao tay thì Đinh Hồng Quân cũng sử dụng Filicel, một thế thủ rất nổi tiếng đã được áp dụng cực kỳ thành công với huyền thoại của quyền anh thế giới Floyd Mayweather. Khá tốt, lại là những cú móc của Đinh Hồng Quân. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ 5 là không còn nhiều nữa. Những giây cuối cùng. 5 hiệp đã trôi qua. Đinh Hồng Quân vẫn đang duy trì một nền tảng thể lực tốt. Trong khi đó, lối chơi của Katsunori Endo sẽ khiến anh tốn sức khá nhiều. Bài toán thể lực đang được đặt ra vào lúc này khi hiệp đấu thứ 6 chuẩn bị diễn ra rồi. Bài huấn luyện của Katsunori Endo thì vẫn khá vất vả trong việc cầm máu cho vết cắt ở mắt phải của anh. Hiệp 5 chứng kiến Katsunori Endo có những pha giơ đòn khá hay, những cú đấm tốt nhưng sức nặng thì lại chưa đủ để khiến cho Đinh Hồng Quân phải gặp khó. Chúng ta vừa thấy cách tham minh của Đinh Hồng Quân, cách mà anh lựa chọn thời điểm để phản đòn là quá tuyệt vời. Và động tác sử dụng Filicel để phòng thủ cũng như phản công của Đinh Hồng Quân đã được anh triển khai rất nhuần nhuyễn. Hiệp 6 đã bắt đầu và vẫn là những tình huống áp sát tới từ Katsunori Endo. Cú chắp tốt của Đinh Hồng Quân. Lại cắt góc. Móc trái cắt góc. Đó là những tình huống thi đấu quen thuộc của Đinh Hồng Quân để phá nhịp tấn công và thoát ra khỏi vị trí mà Endo muốn dồn anh vào. Quá tốt. Bắt đầu có dấu hiệu Endo thủ không còn vững nữa rồi. Tay bắt đầu lỏng. Như anh nói, bây giờ sẽ là thời gian mà các võ sĩ cần phải tính toán cho thể lực của mình. Rất hay, một series đòn của Đinh Hồng Quân. Và cú đấm chính xác được thực hiện bởi võ sĩ người Việt Nam. Tình huống sử dụng Filicel để né đòn rất hay của Đinh Hồng Quân. Bắt đầu có cảm nhận về việc nhịp tấn công của Katsunori Endo chậm dần rồi. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó. Việc giữ nhịp trong quyền anh là rất quan trọng. Và Endo đang dần đánh mất cái nhịp tấn công của mình khi mà thể lực đã không còn đảm bảo nữa. Nhưng đó là hai cú đấm tốt của Katsunori Endo. Mắc phải và thẳng tay sau một tay trái. Một series đòn được thực hiện bởi Katsunori Endo. Và Đinh Hồng Quân đã rất bình tĩnh, rất khôn ngoan với tình huống clinch của Đinh Hồng Quân. Với Đinh Hồng Quân thì thể lực của võ sĩ người Việt Nam cũng đã suy giảm phần nào rồi, nhưng anh vẫn duy trì được một lực đánh rất tốt.
Sệt đòn của Đinh Hồng Quân. Và ra đòn khá đa dạng từ body shot tới những cú chop và móc trái của Đinh Hồng Quân. Seori vẫn đang duy trì nhịp tấn công của mình, rất cố gắng dành cho cái võ sĩ. Nhưng giây cuối cùng của hiệp đấu thứ 6 và cả hai đều không thủ nữa. Một set đòn tạo ra và Đinh Hồng Quân là người nắm ưu thế. Đinh Hồng Quân đã khiến cho ballroom trở nên cực kỳ sôi động. Mọc phải tốt của Katsunori Endo. Ngay tức là câu trả lời của Đinh Hồng Quân. Hồng Quân ra đòn rất đều bằng cả hai tay. Và một lần nữa Đinh Hồng Quân lại phải nhận một đòn đánh đầy sức nặng của Katsunori Endo. Rất giống với hiệp đấu thứ 6, những giây cuối cùng hiệp 7, các bác sĩ lại tung ra một series đòn về phía nhau và vẫn chưa thể chứng kiến knock out trong trận này. Endo quá lì.
có cảm giác như mắt phải của Endo trong khoảng hai hiệp đấu gần đây là gần như không nhìn thấy gì nữa rồi. Nhưng anh vẫn chiến đấu một cách ngoan cường ở trên sàn đài trước Đinh Hồng Quân. Thể lực của cả hai võ sĩ đều đã suy giảm tương đối nhiều. Và trước mắt họ sẽ là 3 phút cuối cùng, 3 phút định đoạt cho kết quả của màn song găng này. Dù xét vào mặt điểm số thì Đinh Hồng Quân, võ sĩ của Việt Nam đang ưu thế hơn. Nhưng ưu thế đó là không nhiều, bởi Katsunori ngày hôm nay cũng thể hiện rất ấn tượng. Liên tục có những trao đổi từ đội ngũ của Katsunori Endo với bộ phận y tế. Và lúc này thì võ sĩ người Nhật Bản vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Máu gần như không thể cầm được. Và các khán giả đang dành sự cổ động cho hai võ sĩ. Họ đã cống hiến một trận đấu cực kỳ đáng nhớ ngày hôm nay. Bản lĩnh đẳng cấp của Đinh Hồng Quân và sự quyết tâm cùng thái độ thi đấu tuyệt vời của Katsunori Endo, tất cả tạo nên một màn song găng hấp dẫn, cân tài cân sức với quá nhiều những đòn đánh đẹp mắt được thực hiện bởi cả hai tay đấm. 3 phút cuối cùng rồi và họ chắc chắn sẽ bùng hết sức cho hiệp đấu thứ 8 này. Một tình huống tương đối khôn ngoan tới từ Đinh Hồng Quân. Thẳng tay sau rất nặng của Katsunori Endo. Nhưng đương nhiên với một nhà cựu vô địch IBF như Đinh Hồng Quân thì anh cũng không phải là người có khả năng tải đòn yếu. Đinh Hồng Quân vẫn đang đứng vững trên sàn đài. Rất tốt. Một móc trái chính xác của Đinh Hồng Quân. Vẫn là những tiếng cắt góc và tung ra những cú móc cực nặng của Đinh Hồng Quân. Tới lượt Katsunori Endo cần phải chỉnh sửa lại phần găng tay của mình. Những miếng băng bảo vệ găng đã bị sút ra khi nó thấm quá nhiều mồ hôi và cả máu nữa. Một trận đấu phải nói là rất vất vả dành cho Đinh Hồng Quân trước võ sĩ Nhật Bản. Endo cho thấy một tinh thần quyết chiến thực sự rất đáng nể với tay đấm này. Với Đinh Hồng Quân thì bản lĩnh sàn đài của anh là không phải bàn cãi rồi. Vẫn là sự tự tin của võ sĩ Việt Nam. Vừa rồi là khoảng 40 giây nghỉ ngơi rất quý giá dành cho Đinh Hồng Quân. Hai cú đá đòn nặng của Đinh Hồng Quân. Phản đòn rất hay của Katsunori Endo nhưng Đinh Hồng Quân không hề lùi bước. Rất khôn ngoan. Thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Chúng ta vẫn đang chứng kiến một Đinh Hồng Quân cực kỳ bản lĩnh trước sức tấn công mạnh mẽ của Katsunori Endo. Phải nói rằng ngày hôm nay bất cứ võ sĩ nào giành chiến thắng cũng đều xứng đáng cả. Nhưng Đinh Hồng Quân thì là người có được những pha giật đòn tốt hơn ở thời điểm hiện tại. Một seri đòn cực nặng của Đinh Hồng Quân về phía Katsunori Endo. Những giây cuối của các hiệp đấu luôn là thời điểm mà Đinh Hồng Quân bung sức.
và anh tung ra nhưng đánh vô cùng chất lượng để khiến cho Endo phải tối tăm mặt mũi. Và 8 hiệp đã trôi qua, hai võ sĩ của chúng ta xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi. Một trận đấu mà họ đã công hiến tất cả những gì tốt nhất của mình. Và giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi điểm số từ các giám định. Was one hell of a fight, and I think if there was a nomination for fight of the night, this could have been it. This really seemed like a main event, but I'm not going to give it away really quick. I'm going to ask you guys, who thinks Din Hong Quan won the fight? Make some noise. Okay. Who thinks Katsunori won the fight? Make some noise. Okay. All right. So we'll see what the judges have decided after 8 rounds of boxing. We now go to the scorecards. First judge at ringside, Bae Dok-young, scored about 78-74. Second judge at ringside, Win Tan Pwong, scored about 77-75. And our third judge at ringside, Vo Dong So, scored about 78-74, declaring your winner. By way of unanimous decision, he now adds another victory to his professional boxing record. He is from Vietnam, Din Hong Quan! Din Hong Quan đã giành chiến thắng bằng thắng điểm đồng thuận trước Katsunori Endo, một thắng lợi xứng đáng của Din Hong Quan. Cả ba giám định đều chấm thắng cho võ sĩ của Việt Nam trước một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Anh đã đánh bại được Katsunori Endo để có cho mình chiến thắng thứ 11 trong sự nghiệp. Dù cho đây là một thắng lợi đầy vất vả của Đinh Hồng Quân, Katsunori Endo cũng rất cố gắng rồi, nhưng sự xuất sắc là thuộc về Đinh Hồng Quân. Và chiến thắng đã gọi tên võ sĩ của Việt Nam, nhà cựu vô địch IBF. Cả ba võ sĩ của chúng ta ngày hôm nay thượng đài đều có được chiến thắng bằng tính điểm. Một buổi tối hoàn hảo dành cho các đại diện của Việt Nam.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua những phút giây cực kỳ hấp dẫn của buổi tối sôi động ở Hồ Tràm ngày hôm nay. Những trận đấu đã qua có sự góp mặt của các đại diện Việt Nam, và để tăng thêm sức nóng cho phần còn lại của buổi tối này, chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi trò chuyện với võ sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam, võ sĩ Quyền Anh, đã từng nắm giữ những chiếc đai vô địch của WBC, của IBA và bây giờ hướng tới danh hiệu tại WBO, đó là Trần Văn Thảo. Vâng, xin chào Trần Văn Thảo. Ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến những trận đấu rất hay với những võ sĩ của Việt Nam. Chúng ta có Tình Em, có Hồng Quân, có Linh Chi. Khoan hãy nói về kết quả những trận đấu. Vậy thì với Văn Thảo, ấn tượng của Văn Thảo về những võ sĩ Việt Nam, về những võ sĩ Quyền Anh của Việt Nam là như thế nào? Chào đạo khán giả VTV Cup đang xem trên màn hình. Thì mọi người đã thấy rồi đó, trong cái event này, các võ sĩ Việt Nam mình bắt đầu tham dự rất nhiều. Ngoài những cái giải đấu của thành tích cao trong nước mình, là các bạn có thể thi đấu là trong một giải đấu chuyên nghiệp mang tính chất chuyên môn rất là cao, rất là tốt cho mấy bạn võ sĩ ở Việt Nam, nhất là các bạn Tình Em, bạn Linh Chi, hai bạn rất là trẻ, để trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm để cống hiến cho cái boxing thành tích cao. Vâng, Văn Thảo ngoài hiện tại đang là một võ sĩ thì cũng đã đóng vai trò là một huấn luyện viên, là một người thầy. Vậy thì với cậu trò Tình Em của mình thì Văn Thảo có thể chia sẻ thêm một chút về võ sĩ này được không ạ? Đối với Tình Em là một võ sĩ, một cậu bé có một niềm đam mê, Thảo nói là rất là cháy bỏng, phải hơn Thảo lúc nhỏ đó. Thảo nhìn thấy cậu bé này giống như Thảo hồi nhỏ, cho nên Thảo rất bất ngờ với cái sự phát triển của cậu bé đến từ phải gọi nó là Định Quán, một ở dưới ở một vùng quê, với một cái vùng quê với một niềm đam mê về võ thuật, không phải là boxing. Anh ta đã tập về cổ truyền trước nhưng mà chỉ tập phong trào thôi. Và khi mà Tình Em biết đến Thảo á, Tình Em đến gặp Thảo, Tình Em nói một câu làm Thảo ấn tượng tới bây giờ, và là cái câu nói là em dưới quê á, em thấy anh ruột của em á là Tình Anh, và tất cả mọi người anh em và lứa tuổi của Tình Em ở dưới toàn là đi làm hồ, đi làm những công việc mà bình thường, nếu mà rất là vất vả, gia đình cũng rất là khó khăn, và tìm đến cái môn này và tìm đến Thảo là nhờ giống như là muốn theo cái này, thì Thảo sẽ hỗ trợ Tình Em, hỗ trợ Tình Em theo cái con đường boxing này. Và mới có 6 tháng thôi, chỉ có 6 tháng tập trung với team Thảo thôi, một cậu bé ở rất là có tiềm năng và nhiều đam mê với cái boxing này, và đã có 2 trận boxing chuyên nghiệp. Trận đầu tiên boxing chuyên nghiệp của Tình Em là ở VFB. Anh giống như là Tình Em đã thể hiện một cái được một cái ý chí, một cái tinh thần rất là tốt cho promoter, và rất là may mắn và promoter đã chọn Tình Em cho trận đấu ở tại Hồ Tràm, một đối thủ rất là mạnh. Vâng, có cảm giác như con đường đi của Tình Em nó khá giống với Văn Thảo ngày xưa, cũng là bắt đầu với Quyền Anh không phải là quá sớm nhưng đã có sự thăng tiến rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Và chúng ta cùng hy vọng là chặng đường sắp tới của Tình Em cũng như của Văn Thảo sẽ trở nên suôn sẻ hơn cho sự nghiệp của mình. Trở lại với những gì diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay, trước mắt chúng ta sẽ là 2 trận đấu rất quan trọng, 2 trận đấu của những võ sĩ hàng đầu. Đầu tiên chúng ta hãy nói về màn so tài giữa Genesis và Su Xiaotao, một cặp đấu mà tôi đánh giá có chất lượng chuyên môn sẽ rất tốt, đặc biệt là với Genesis, người mà có lẽ là Văn Thảo đã hiểu khá rõ. Chia sẻ một xíu về Genesis, và anh ta Genesis á là một võ sĩ, nói về level phải nói là thế giới, là về top rank theo các bạn khán giả và anh đạo cũng biết là trong thế giới người Mexico, cái hạng cân của Genesis á, nói về Oscar Valdez là rất nhiều người biết đến là top 1 luôn rồi. Mà Genesis này quýnh với Oscar Valdez, là có thể knock down Oscar Valdez 2 lần luôn. Nhưng mà không may là cái giống như là anh Genesis này có nhiều bị nhiều trắc trở với quản lý, với promotion ở bên nước bạn quá, thì bị giống như là thua trận đó thì anh ta đã mất một cái nhiệt và để thua những trận kế tiếp. Và sắp tới đây là Genesis về Việt Nam, và với một cái sự mà rất là nhiều người quan tâm, và Thảo đã đón Genesis về Việt Nam để tập trung với Thảo rất là tốt cho Thảo, cho sự chuẩn bị sự tranh đài, cái tranh đài tháng 5 của Thảo luôn. Và Thảo đã đấu tập với anh Genesis, và Thảo đã thấy cái level của Genesis Sabania thì rất là high level, nó nằm top ở thế giới. Và trận sắp tới là Genesis quýnh với Tao Su thì chắc chắn là một trận đấu này rất là hấp dẫn và gây cứng. Vâng, đây không phải lần đầu tiên mà Su Xiaotao thi đấu tại Việt Nam. Anh ta từng đến Hồ Tràm rồi và đã từng để thua tính điểm trước Nguyễn Hải chúng ta. Và đây là một võ sĩ mà tôi đã bình luận trực tiếp, và anh ta sẽ là một đối thủ rất nguy hiểm dành cho Genesis. Chúng ta cùng chờ đợi. Và còn trận main card của chúng ta ngày hôm nay, trận đấu bảo vệ đai vô địch của Dan Ching Su
cùng với võ sĩ Marco. Đan Trinh Su cũng là một cái tên khá quen thuộc và chắc chắn là Trần Văn Thảo không thể không biết tới võ sĩ này đúng không ạ? Trần Trinh Su là đan hạng chính của thế giới. Từ khi Trần Trinh Su là quýnh được cái đai WBO Global ở đây thì Thảo cũng đã chứng kiến con đường của anh ấy để chinh phục tới cái đai WBO thế giới. Và đây là cái trận bảo vệ đai thứ ba của Đan Trinh Su. Và đối thủ kỳ này của Đan Trinh Su là rất là mạnh, nằm trong 15 võ sĩ vận động viên có thể hạt giống của Philippines, của hạng cân 48-49 này là có thể tranh được thế giới và được nằm trong top 15 của Philippines rất là giỏi. Và hiện giờ là Marco là nằm trong top cỡ mười mấy đó, rồi Đan Trinh Su là top, nằm trong top 9. Và bảo đảm trận này Thảo nghĩ là phải hết hiệp và phải nói là cháy từ hiệp 1 tới hiệp 12 luôn. Anh Đạo và khán giả hãy chờ xem trận đấu của Trần Trinh Su và Marco, và trận này nó sẽ cháy rất là cháy nhất đêm nay. Vâng, chúng ta có sự đảm bảo về chất lượng chuyên môn từ một võ sĩ chuyên nghiệp, đó là Trần Văn Thảo, và hãy cùng chờ đợi vào trận tranh đấu vô địch của Đan Trinh Su và Marco. Nói thêm một chút là với Trần Văn Thảo, chúng ta cùng chia sẻ về Trần Văn Thảo một chút. Với mỗi võ sĩ, Thảo có thể nói về sự khác biệt giữa một trận đấu mà mình bước vào với việc là tranh đai vô địch và một trận đấu mà mình bước vào với vai trò là mình là người bảo vệ đai, vì về mặt tâm lý có sự khác biệt thế nào? Thảo nói một câu, mình vô địch đã khó rồi mà bảo vệ đai vô địch nó càng khó hơn, nó rất là khó. Khi mà mình vô địch một lần rồi chưa chắc mình là nhà vô địch thật sự, và khi mình đủ bản lĩnh á, để mình bảo vệ đai, để giữ cái đai vô địch đó một lần nữa, khi mà mình giữ được, mình bảo vệ đai một lần nữa, mình mới gọi là nhà vô địch thật sự. Và cái nằm trong cái khía cạnh á, Thảo đã từng giữ đai vô địch thế giới, đai vô địch châu Á rồi, thì sau khi mình cái cảm giác mình tranh đai á, mình cũng hồi hộp nhưng mà cái tinh thần nó rất là tốt, tại vì mình chưa làm được, mình phải cố gắng, mình phải chinh phục cho bằng được cái đai đó. Mình sống chết gì, có thể chết trên đai cũng được, mình cũng phải gán để giành cái đai đó về cho Việt Nam và cho đồng đội, cho mình. Còn khi mà mình bảo vệ đai rồi thì cái tâm lý nó lại khác hơn, nó lại áp lực rất là nhiều. Thì giống như Thảo thôi, Thảo để quay lại, mình là danh hiệu thế giới, danh hiệu top của võ sĩ, nhưng mà mình đánh với võ sĩ ít hơn mình 1 sao, 2 sao, 3 sao. Khi mình quay lại để mình có điểm để mình tranh cái đai WBO, chứ không phải là mình vô mình tranh liền được. Mình phải build lại cái bảng xếp hạng trên WBO của Thảo. Thì Thảo hiểu được cái mang cái tâm lý mà khi mà mình đang có đai mình phải bảo vệ nó đó, nó còn hồi hộp gấp mấy lần cái người mà thách đấu cái đài của mình. Người bảo vệ rất là áp lực cho cái trận bảo vệ đài. Vâng, nó đơn giản, tức là khi chúng ta bước vào tranh đài để giành đài thì nó lúc đấy chúng ta không có gì cả, không có gì để mất cả. Nhưng khi mình bảo vệ rồi, tức là mình đã có cái gì đó để lo sợ mất, và khi đó áp lực nó tăng lên đúng không ạ? Vậy thì cái áp lực đó hiện tại với Thảo có nhiều không, khi mà trước mắt Trần Văn Thảo đã chia sẻ là anh sẽ hướng tới việc tranh đai vô địch WBO vào tháng 5 tới đúng không ạ? Vào 4 tháng 5 tới Thảo sẽ có một trận tranh đai WBO ở tại Hàn Quốc. Thì nói về áp lực thì Thảo sẽ cũng có áp lực đó. Là mình quýnh ở nước bạn nữa, quýnh ở Hàn Quốc nữa. Mà hên là kỳ này là đối thủ không phải là bạn Hàn Quốc. Tại vì trước tiên là trước trận đấu là ông bầu promoter đã cá kèo với một bạn Bang Tam Quay số 1 ở Hàn Quốc, nhưng mà bạn đó bị knock out và đổi lại bạn Thái Lan với box red là 42-4, một rất là khủng luôn. Và cái đó là cũng tạo rất là nhiều áp lực cho Thảo để tiến tới cái trận tranh đai đó. Nhưng mà không sao, Thảo sẽ lấy cái áp lực đó cho cái động lực của Thảo. Và đặc biệt là Thảo biết á, là tất cả mọi người ở Việt Nam này đang theo dõi để ủng hộ, để cho Thảo động lực để lấy được chiếc đai đó, thì Thảo sẽ cố gắng hết sức. Vâng, phải có áp lực thì mới tạo thành kim cương đúng không ạ? Và tất cả đều rất mong chờ là Trần Văn Thảo sẽ thành công, sẽ tiếp tục có thêm một thành tựu nữa trong sự nghiệp của mình. Rất cảm ơn Trần Văn Thảo với những chia sẻ hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với hai trận đấu quan trọng nhất, hai trận đấu hấp dẫn nhất mà như Trần Văn Thảo đã nói sẽ cháy hết trong buổi tối ngày hôm nay, của màn so tài giữa các võ sĩ đến từ Philippines và Trung Quốc. Và ngay bây giờ hãy cùng trở lại với Hồ Tràm để theo dõi title defense.
Ladies and gentlemen, good evening and welcome back once again to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Chi Minh Resort and Casino. As Vietnam's number one combat sports promoter, Mr. Kim Sang-bum of Cock Ki Buffalo Promotions proudly presents to you the Ho Chi Minh Rumble. And we're proudly sponsored by the Grand Ho Chi Minh and co-sponsored by Skull Muddy, Starus Motor, Ranking, and Dorco, alongside our official broadcast partner, VTV Cap. This event is commissioned under the auspices of the Vietnam Boxing Organization Commissioner, also acting as supervisor for all the undercards, Mr. Song Lim. And our main event, ladies and gentlemen, this evening is sanctioned by the WBO, World Boxing Organization, President Francisco Valcarcel, Supervisor Leon Panoncillo Jr. All right, now that we're done with four of our undercards, the time has now come for us to step into the co-featured attraction of the evening. This one scheduled for 8 rounds of boxing in the men's lightweight division. First up, making his way into the ring at this time, he'll be fighting out of the blue corner on my left, all the way from Kunming, China. Please put your hands together for Xu Xiao Tao. Trong buổi tối ngày hôm nay, và sau găng opponent, he'll be fighting out of the red corner all the way from Bacolod City, the Philippines. Please welcome Genesee Cervanya. All right, ladies and gentlemen, here we go with the official introductions of the co-featured attraction here at the Ho Chi Minh Rumble, coming to you live and direct from the Grand Ballroom here at the Grand Ho Chi Minh Resort and Casino. Introducing first, on my left, he's fighting out of the blue corner, stepping into the ring, wearing white trunks with green and red trim, officially weighing in at 62 kilograms, hailing from Kunming, China.
His professional record, 13 victories, 4 defeats, 7 big wins by a knockout, making a second appearance here in Vietnam. Ladies and gentlemen, please welcome Su Chau Tha! And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing black trunks with white trim, officially weighing in the same as his opponent at 62 kilograms, hailing from Bacolod City, the Philippines. In his illustrious campaign in the ring, he comes along with a record of 34 victories, 4 defeats, 16 spectacular wins, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former WBO Intercontinental Super Bantamweight Champion and the former WBO Asia Pacific Featherweight Champion, introducing Genesis Cervania. And now for the official instructions by our referee in charge. Một, hai, ba, bốn, alo. Và từng phải những một thất bại xít sao trước Quốc Văn Hải, còn với Genesis Cervania, thành tích 34 thắng trong 38 lần thượng đài là con số chứng minh cho tài năng và đẳng cấp của tay đấm đến từ Philippines, người từng nắm giữ chiếc đai vô địch của WBO lên lục địa. Những pha đòn rất nặng tới từ Genesis Cervania. Trong sự nghiệp của mình thì Genesis Cervania đã có được 34 chiến thắng trong 38 lần thượng đài, trong đó bao gồm 16 thắng lợi bằng knockout. Rất nặng, tốc độ giao đòn của Genesis là cực nhanh và Su Chau Tha đang phải rất vất vả. Võ sĩ của Trung Quốc đang phải thủ rất cao tay và anh chưa thể tìm ra được một phương án nào tấn công hiệu quả trước khả năng di chuyển linh hoạt của Genesis Cervania. Phải nói rằng Genesis Cervania đang thể hiện một đẳng cấp rất khác ở trên sàn đài vào lúc này. Sau thất bại trong trận thách đấu cho chiếc đai vô địch WBC lên lục địa trước Carlos Castro hồi tháng 10 năm 2019, thì Genesis Cervania đã trải qua quãng thời gian không thực sự thuận lợi trong sự nghiệp của mình. Gần nhất anh để thua hai trận liên tiếp trước Andres Cortes và Ryosuke Igawasa. Đó là các trận đấu diễn ra ở Mỹ và Nhật Bản. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nhận thấy được đẳng cấp của tay đấm sinh năm 1991. Liên tiếp là những pha giật đòn ở tốc độ cực cao của Genesis Cervania. Xét về mặt thể hình thì cái võ sĩ là rất tương đồng với nhau. Những cú chop tới từ Su Chau Tha. Đây là trận đấu ở hạng nhẹ, hạng cân 62 kg. Lại là những pha áp sát và dồn ép của Genesis Cervania. Những nhịp ra vào của Cervania là rất nhanh và cực kỳ hợp lý. Anh không hề sai đòn, không hề tung ra những series với nhiều cú đánh. Thay vào đó chỉ tầm 2 tới 3 pha ra đòn thôi, nhưng đó đều là những cú đấm rất chất lượng của Genesis. Hiệp một đã khép lại rồi. Ưu thế đã hoàn toàn thuộc về phía Genesis Cervania. Võ sĩ đẳng cấp thế giới đến từ Philippines, người sinh ra tại Bacolod. Lee Yang Yang đang
nằm trong đội ngũ chăm sóc của Su Xiaotao. Su Xiaotao sinh ra tại Côn Minh và trong trận đấu gặp Ngô Văn Hải cũng tại Hồ Tràm thì Su Xiaotao đã gây ra quá nhiều khó khăn cho Văn Hải và anh chỉ chịu thất bại bằng chấm điểm không đồng thuận mà thôi. Với Genesis Sevania thì võ sĩ người Philippines đã đến với boxing từ khá sớm. Anh sinh ra trong một gia đình tương đối phức tạp và có điều kiện kinh tế là tương đối khó khăn. Và chính vì vậy Sevania đã đi theo nghiệp quyền anh. Trong sự nghiệp của mình, Sevania đã có được rất nhiều những chiến thắng. Anh bắt đầu sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp vào tháng 2 năm 2009 và phải 8 năm sau. Tới năm 2017 thì Sevania mới phải nhận thất bại đầu tiên. Đó là trận đấu để tranh đai vô địch hạng lông của WBO trước Oscar Valdez. Hai võ sĩ đến từ Mexico, đó là Oscar Valdez và Carlos Castro. Rất nhanh, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao ngay từ những giây đầu tiên. Và trong hiệp 2 này, nhịp tấn công của Genesis vẫn đang được duy trì. Uppercut tới từ Genesis. Su Xiaotao thì vẫn phải di chuyển liên tục và vẫn chưa có cơ hội tung ra những tình huống tấn công giàu sức nặng về phía võ sĩ người Philippines. Đang dồn được đối thủ vào dây, đó là những tình huống tìm điểm tấn công của Genesis Sevania. Nhưng phản đòn của Su Xiaotao cũng là rất chất lượng. Một cú chắp tốt của Genesis. Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung thì Philippines vẫn là một cường quốc về quyền anh. Và vừa rồi là một seri đòn rất nặng tới từ Genesis Sevania. Su Xiaotao đang thủ khá kín nhưng Sevania đang tấn công khá đa dạng. Nhưng phá uppercut của Su Xiaotao. Né đòn rất hay của Genesis. Rất nặng. Cả võ sĩ vừa tung ra những đấm khá nặng về phía nhau và ưu thế vẫn đang thuộc về Genesis Sevania. Cho tới lúc này thì khả năng phòng thủ của Su Xiaotao vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên bây giờ thì anh đang bị dồn vào dây. Và đòn rất tốt, một cú thẳng tay sau chính xác của Su Xiaotao. Những giây cuối của hiệp 2. Một trận đấu rất hay. Chiến lược chuyên môn là ở mức rất cao giữa Su Xiaotao và Genesis Sevania. Hiệp bài đã khép lại. Khuôn mặt của Su Xiaotao cho thấy anh đã nhận những đòn đánh chính xác của Genesis Sevania. Sự chủ động vẫn là thuộc về tay đấm người Philippines.
lê hiệp 3 trong màn so găng giữa Genesis Sylvania và Su Chiao Tao. Xét về mặt chủ động và chất lượng của những cú đánh thì Genesis vẫn đang nắm ưu thế. Tuy nhiên Su Chiao Tao vẫn đang rất kiên trì với chiến lược của mình, anh vẫn thủ rất chắc. Trước khi tới với Việt Nam thì Genesis Sylvania đã có quãng thời gian tập luyện cùng với võ sĩ Trần Văn Thảo của chúng ta. Và Trần Văn Thảo nói rằng anh thực sự đã được diện kiến đẳng cấp đích thực của một võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân của mình. Và chúng ta vừa chứng kiến những pha ra đòn rất nặng của Genesis Sylvania, nhưng Su Chiao Tao thì cũng đã phản đòn khiến cho võ sĩ người Philippines cũng phần nào bị khựng lại trong nhịp tấn công của mình. Uppercut tới từ Su Chiao Tao. Hai võ sĩ ăn miếng trả miếng liên tục. Genesis chủ động tấn công và Su Chiao Tao thì cũng rất chủ động với những tính phản đòn của mình. Một cú móc phải chính xác của Su Chiao Tao. Seri 3 bàn móc tới từ Genesis. Rất hay. Khả năng giao đòn đa dạng của Genesis. Cái khớp vai của Genesis là quá dẻo. Nhịp lùi lại hợp lý của Su Chiao Tao. Có vẻ như anh đang dần bắt nhịp được với những đòn tấn công của Genesis, bắt nhịp được với nhịp thi đấu của võ sĩ người Philippines. Nhưng để có thể hạn chế được tốc độ ra đòn của Genesis thì là một vấn đề khá nan giải. Thẳng tay sau chính xác và phản đòn cũng không hề tồi của Su Chiao Tao. Genesis đã rất chủ động cho việc đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ những giây đầu tiên. Một cú drop tốt của Genesis. Móc trái, móc phải rất nặng của Genesis Sylvania. Ba hiệp đầu tiên đã trôi qua. Vẫn là một thế trận chỉ có đôi chút nhỉnh hơn dành cho Genesis Sylvania mà thôi. Su Chiao Tao thì vẫn rất lì lợm ở trên sàn đài. Những pha ra đòn của Su Chiao Tao cho thấy anh bắt được nhịp của đối phương rồi. Nhưng tốc độ của Genesis vẫn là quá nhanh. Rất khó để Su Chiao Tao có thể phản đòn thành công khi mà những nhịp ra vào của Genesis là hợp lý. Tuy nhiên chúng ta có thấy là trình độ của Su Chiao Tao cũng ở mức khá cao. Và anh cũng gây ra những khó khăn nhất định cho nhà cựu vô địch đến từ Philippines, Genesis Sylvania, người từng nắm giữ chiếc đài vô địch hạng bantamweight của WBO liên lục địa. Genesis bước lên thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm. Năm 18 tuổi thì anh đã là võ sĩ của anh chuyên nghiệp rồi. Và giành được vô số những danh hiệu cũng như chiến thắng ở trong nước và khu vực châu Á trước khi đăng quang chiếc đài vô địch của WBO liên lục địa. Đó là danh hiệu mà anh đã giành được vào tháng 10 năm 2013. Chúng ta đến với diễn biến hiệp đấu thứ tư. Cú chạm rất nặng của Genesis Sylvania. Cơ thể của Genesis chúng ta có thể thấy là một cơ thể rất điển hình của những võ sĩ Philippines. Một body rất giống với huyền thoại của quân Anh nước này, đó là Manny Pacquiao. Thank you.
Giật tay, cú chạm vào vùng bụng và theo sau là một cú móc phải quá nặng của Genesis Silvania. Thực sự là những tình huống ra đòn của Genesis rất đẳng cấp. Cách thi đấu của anh làm chúng ta cảm thấy rất man nhãn. Genesis Silvania hiện tại đã ký hợp đồng với Cocky Buffalo. Và chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều hơn những màn thượng đài của võ sĩ người Philippines này với những sự kiện diễn ra tại Việt Nam. Phản đòn rất hay của Su Xiao Tao. Su Xiao Tao vẫn luôn cho thấy được sự nguy hiểm của mình với những pha phản đòn. Anh vẫn thủ rất chắc vào lúc này. Và hai cú móc khá mạnh của Su Xiao Tao nhưng Genesis thì đã bắt bài được đối phương. Ở dưới sân đài chúng ta có thể nhìn thấy Trần Văn Thảo đang đứng dưới để cổ vũ cho người bạn của mình. Trần Văn Thảo cùng với Genesis đã sparring với nhau khá nhiều và thậm chí trong một buổi tập thì Genesis còn lỡ tay làm vỡ mũi của Trần Văn Thảo. Đấm móc rất nặng, một cú overhand tới từ Genesis Silvania. Nhưng Su Xiao Tao cũng khá nhanh để né đòn. Lại là jab. Quá nhanh, tuyệt vời với cú jab tay phải và sau đó là một cú móc trái xuất sắc của Genesis Silvania. Hiệp 4 đã khép lại. Su Xiao Tao đang ngày một gặp khó trước những đòn đánh tới từ Genesis Silvania. Võ sĩ người Philippines ra đòn ở tốc độ quá cao và chất lượng cũng như lực đánh là không thể chê vào đâu được. Tất nhiên tay đấm người Trung Quốc vẫn đứng vững trên sàn đài vào lúc này. Nhưng liệu anh có thể làm được điều đó đến bao giờ? So về lực đấm thì Su Xiao Tao đang có phần thua thiệt trước Genesis Silvania. Go!
rất hay với những pha ra đòn của Genesis Sylvania, và thực sự thì Su Xiao Tao bây giờ đang gặp nhiều khó khăn hơn. Thể lực của Su Xiao Tao có phần đã bị suy giảm khi anh phải nhận quá nhiều đòn đánh chính xác của Genesis Sylvania, và một trong số đó là cú móc phải vừa rồi rất nặng. Bây giờ thì Su Xiao Tao đang bị dồn vào dây. Lực đánh của Su Xiao Tao đã suy giảm rất đáng kể và võ sĩ này đang gặp nguy hiểm. Còn hơn 20 giây nữa cơ. Có đủ thời gian để cho Genesis Sylvania dồn một seri đòn về phía Su Xiao Tao. Genesis Sylvania là một võ sĩ rất nổi tiếng. Và đó là lý do ngày hôm nay tại ballroom của The Grand Hồ Tràm Street, chúng ta có thể thấy khá nhiều những cổ động viên của Genesis Sylvania. Genesis Sylvania với những chiến tích của mình ở các đấu trường quốc tế đã là một người hùng, là một thần tượng của rất nhiều những võ sĩ trẻ, không chỉ của Philippines mà còn của các nước Đông Nam Á. Nếu như Manny Pacquiao là người truyền cảm hứng, là người tạo ra một tượng đài của quyền Anh tại Philippines, thì Genesis Sylvania là người tiếp nối xuất sắc. Dù cho quãng thời gian gần đây, Genesis Sylvania đã có sự đi xuống về mặt phong độ và để thua hai trận liên tiếp, nhưng đẳng cấp và trình độ của võ sĩ này là không phải bàn cãi. Chúng ta vẫn nhìn thấy những cú đấm rất chất lượng của Sylvania và nét mặt của anh cho thấy được sự tự tin trước Su Xiao Tao. Hiệp đấu thứ 6 rồi. Quả thực chúng ta không thể dễ mắt được bất cứ một diễn biến nào trong buổi tối ngày hôm nay tại WBO Title Defense Hồ Trầm Rumble. Vòng trái chính xác của Genesis, sau đó là một cú drop. Trao đổi đòn đánh rất hay, cả hai đều vừa tung ra những cú đấm rất nặng về phía nhau và đó đều là những cú đấm chính xác. Phải nói rằng thể lực của cái võ sĩ là tuyệt vời. Đây là hiệp 6 rồi và chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ một dấu hiệu nào về việc chậm lại của cả Genesis và Su Xiao Tao. Su Xiao Tao đang rất cố gắng. Anh biết mình được bất lợi về mặt điểm số trước Genesis Sylvania.
Và bây giờ thì Su Chau Tao cũng tấn công liên tục, nhưng vừa rồi lại là một pha móc phải. Thank you.
Thank you.
Ladies and gentlemen, after 8 rounds of boxing, we now go to the scorecards, and here are the score totals. All 3 judges have scored the bout unanimously 79-73, declaring your winner by way of unanimous decision. He now adds another victory in his illustrious campaign in the ring. Ladies and gentlemen, put your hands together for Genesis Cervania. Main event, may I please invite into the ring the CEO of the Grand Ho Trump, Mr. Walt Power, as well as the supervisor representing the WBO, Mr. Leon Panoncillo Jr., our commissioner from the VBO, Vietnam Boxing Organization, Mr. Song Lim, as well as the CEO of Cocky Buffalo Promotions, Mr. Kim Sung Boom. In the ring, please. We'll be right back.
All right, ladies and gentlemen, before we proceed with our main event, it's important that we give way for the very man who has given us the opportunity to have such a great event here at the Grand Ho Tram in Baria Vung Tau. Please put your hands together for the CEO of the Grand Ho Tram, Mr. Walt Power. Thank you, Anil. It's always my pleasure to introduce our VIPs. And most importantly, I'd like to thank the leadership of Baria Vung Tau Promise Vietnam, led by Chairman Tau. Without their support, this wouldn't be happening. Thank you very much. I'd also like to thank WB Boxing, VBO, and Cocky Buffalo for producing this event. Very super high level. And I'd like to thank all of the fans here, whether you came from the Philippines, whether you came from Guangzhou, China, whether you came from Seoul, Korea, or whether you come from Ho Chi Minh City. These events are put on for one reason, and that's for you. And finally, I'd like to thank, most importantly, all the athletes. We see their professional skills on display tonight. We see the bright lights, we see the loud music, we see the beautiful ring girls, but we don't see the training that these athletes undergo day by day when no one is looking. So for that, I thank them very much. Anil, back to you. Thank you very much, Mr. Walt Power, the CEO of the Grand Ho Tram. And with that, ladies and gentlemen, before we step into the official grand introductions of our main event, let's first welcome both of the fighters gracing the ring later on. First up, he'll be fighting out of the blue corner. He's the challenger all the way from the Philippines. Please welcome Marco Mercedes John Ramantizo. Making his way to the red corner at this time, the defending champion from China, Xu Jianxi. See you,
And now, ladies and gentlemen, since our fighters are in the ring, may I humbly ask you all to be standing, to please rise as we give way for the official national anthems of the host nation as well as the participating nations in this next main event. First up, let's hear it for the national anthem of the host nation, Vietnam. For the national anthem of the challenger, the official national anthem of the Philippines. Defending champion, the official national anthem of China. Thank you very much, ladies and gentlemen. You may now please be seated. Ladies and gentlemen, good evening and welcome back once again to the Grand Ballroom here at the Grand Ho Tram Resort and Casino as Vietnam's number one boxing promoter, Mr. Kim Sung Bum of Cocky Buffalo Promotions, proudly presents to you the Ho Tram Rumble. And we're proudly sponsored by the Grand Ho Tram and co-sponsored by Skomadi, Starus Motor,
Ranking and Dorco, alongside our official broadcast partner, VTV Cap. This event is commissioned by the Vietnam Boxing Organization, Commissioner Song Lim. Ladies and gentlemen, this next bout is sanctioned by the WBO, World Boxing Organization, President Francisco Valcarcel, Supervisor from the United States of America, Leon Panoncillo Jr. Ladies and gentlemen, your three judges assigned to score this bout from ringside on a 10-point must system are: from South Korea, Kwak Hee Woon; from the Philippines, Edward Ligas; and from Thailand, Surat Soikerchak. And your third man in the ring, he'll be in charge of the action and also giving instructions after the introductions, from the Philippines, referee Donrex Stoptasan. All right, boxing fans, here we go for the moment you've all been waiting for. 12 rounds of boxing for the WBO Global Minimum Weight Championship. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans watching us live on VTV Cap, the officials are ready, the fighters are in the ring, and they are ready. So, for the hundreds in attendance and the millions watching us live, are you ready? Come on, guys, make some noise. You ready? All right, here we go with the official introductions. On my left, the challenger fighting out of the blue corner comes into the ring wearing glittery blue trunks from Cagayan de Oro City, the Philippines. His professional record, 15 victories, 4 defeats, 12 spectacular big wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former WBC Asia light flyweight champion known as Marcellus, introducing Marco John Ramantizo. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, the defending champion, coming into the ring wearing white trunks with red trim and yellow tassels, from Dachau, China. His professional record, 12 victories, only one defeat, with 10 big wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the number one ranked minimum weight from China, the reigning, defending WBO Global Minimum Weight Champion, introducing Xu Jianxi. And now for the instructions by referee Donrex Stoptasan. Dressing room. I want you to obey my commands at all times. Protect yourselves at all times. Touch them up. May the best man win. Thank you.
Okay.
All right, ladies and gentlemen, this action has now officially come to an end. After 1 minute and 56 seconds of round number three, your winner by way of KO victory, and still the WBO Global Minimum Weight Champion, Xu Jianxi. All right, ladies and gentlemen, that's all the time we have for you today on this edition of Ho-Trom Rumble, a proud presentation once again brought to you by Vietnam's number one combat sports promoter, Mr. King Sang-bom of Cocky Buffalo Promotions. Until I see you again for another spectacular night of combat sports, have a great weekend, everybody. This is Anil on the mic, signing off. Bye-bye. Take care.